Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 821. Còn cả Hàn Chính Dương nữa, hắn ta cũng lấy được Cỏ Kiếm Hoàng, mấy người này đều không thể coi thường. Sau cuộc chiến đồng minh chắc chắn có thể thăng cấp lên bảng địa, sau này thậm chí còn có thể thách đấu với bảng thiên ấy chứ. Rất nhiều thiên kiêu lấy được Cỏ Kiếm Hoàng, thực lực của ai cũng thay đổi đáng gờm, ai cũng ngạc nhiên. Rất nhiều người ngứa ngáy khó chịu, hối hận vì không tham gia cuộc chiến đồng minh. Nhưng nghĩ đến tỷ lệ tử vong cao vọt của cuộc chiến đồng minh năm nay thì lại không khỏi lắc đầu. Nơi các trưởng lão của Bục Quan Vân tụ tập, vẻ u ám trên mặt Bạch Đình đã biến mất. Ông ta nhìn những trưởng lão khác, vuốt râu cười bảo, ta nói đúng chứ. Những người giành được Cỏ Kiếm Hoàng đều có tiến bộ vượt bậc. Kiếm nô nào đó tưởng rằng trốn được là sẽ không sao, để ta xem vòng hai hắn trốn thế nào, chỉ sợ dù có quỳ xuống xin tha cũng vô ích. Các trưởng lão ở đây đều biết ân oán giữa Bạch Đình và Lâm Nhất, kiếm nô nào đó đương nhiên là chỉ Lâm Nhất. Mọi người chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Dù sao Lạc Phong trưởng lão vẫn ở đây, tuy trong lòng họ đồng ý với câu nói của Bạch Đình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Phong. Mọi người đều biết câu này của Bạch Đình là cố ý nói cho Lạc Phong nghe. Lạc Phong chẳng thèm quan tâm, đặt tách trà xuống, cười nhẹ rồi nói, Bạch lão quỷ, bây giờ vẫn chưa có tin sau khi Trung Vân Tiêu luyện hóa Cỏ Kiếm Hoàng có thay đổi gì mà. Hay là ông đoán thử xem thế nào? Nhắc đến Trung Vân Tiêu, vẻ mặt Bạch Đình lập tức trở nên khó coi, ông ta lạnh giọng, tên chó mèo này từ đâu chui ra không biết, hắn thì có thể có tiến bộ gì. Nhóm Sở Hạo Vũ có thể dựa vào Cỏ Kiếm Hoàng bay thẳng lên trời, còn phải dựa vào tích lũy cuộc sống hàng ngày và thiên phú của bản thân nữa. Các trưởng lão khác cũng âm thầm gật đầu, câu này của Bạch Đình không sai. Không có thiên phú và tư chất tốt thì dù tình cờ có được Cỏ Kiếm Hoàng cũng chưa chắc đã lột xác được. Hắn dựa vào cái gì chứ? Mèo mù vớ cá rán thôi. Cho hắn một cây Cỏ Kiếm Hoàng cũng chưa chắc gây nên được sóng gió gì. Lạc lão quỷ, ông muốn lấy hắn ra để chọc tức ta à? Ngây thơ quá đó. Nói đến câu cuối, trên mặt Bạch Đình lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng đúng lúc này có một vị chấp sự bước nhanh tới, hành lễ với các trưởng lão xong thì vội vàng bảo, bẩm hai vị đại trưởng lão, ta vừa nhận được tin, trong phạm vi 1000m ở vùng đất Trung Vân Tiêu luyện hóa Cỏ Kiếm Hoàng hình như đã bị một trưởng của hắn san bằng tất cả. Chấp sự kia nói xong thì ngạc nhiên phát hiện các trưởng lão đều im lặng, không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Chấp sự không khỏi thấp thỏm, lo lắng ngẩng đầu lên, thấy mặt Bạch Đình trưởng lão xám xịt, muốn khó coi nhường nào có khó coi nhường đó. Cút! Sự tức giận hiện rõ trên mặt Bạch Đình, ông ta đặt mạnh tách trà xuống đất khiến chấp sự kia run lẩy bẩy, vội vàng cáo lui. Thú vị, Bạch lão quỷ, vừa nãy ông nói gì ý nhỉ? Ta không nghe rõ lắm, nói lại ta nghe đi. Lạc Phong nghịch tách trà trong tay, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Trung Vân Tiêu. Bạch Đình bực bội, sự hận thù dành cho Trung Vân Tiêu đã sắp đuổi kịp Lâm Nhất rồi. Sau khi tin tức Trung Vân Tiêu dùng một trưởng san bằng cây cổ thụ trong phạm vi 1000m, Bục Quan Vân lại sục sôi. Trưởng lão tông môn, đệ tử kiếm các đều bị khơi dậy sự tò mò. Rốt cuộc Trung Vân Tiêu là ai? Chương 822. Trong núi Mai Kiếm, cuộc tranh đoạt Cỏ Kiếm Hoàng đã trên đà hạ màn, cuộc chiến đồng minh vòng thứ nhất dần đi đến giai đoạn kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu bước vào công cuộc cố gắng cho vòng thứ hai. Có thể vào được vòng hai này thì mới có tư cách xét duyệt thứ hạng cuối cùng, mới có tư cách ghi tên mình vào trong danh sách những đệ tử được thăng cấp lên đệ tử nội môn, mới có thể nhận được các loại phần thưởng và ưu đãi mà tông môn cấp cho sau khi cuộc chiến đồng minh kết thúc. Phần thưởng dành cho 10 người đứng đầu cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần vào được danh sách 10 người đứng đầu thì ít nhất có thể lấy được 800 viên linh ngọc nhị phẩm. Còn 3 người đứng đầu thì sẽ được một viên linh đan tam phẩm, người đầu bảng sẽ được thưởng một thanh bảo khí. Ngoài đó ra, còn có rất nhiều phần thưởng khác, ví như có được đặc quyền ra vào Huyền Võ Điện, Gác Vân Kiếm, Gác Hồn Kiếm. Đối với đồng minh và tông môn mà mình đang ở còn được thưởng nhiều hơn nữa. Số lượng tài nguyên được hứa cấp cho sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng dù gì 10 người đứng đầu cũng chỉ có 10 người, thứ thực sự khiến các đệ tử ngoại môn động lòng, hơn nữa còn có cảm giác hy vọng đó chính là danh sách 100 người đứng đầu, sẽ nhận được phần thưởng là tư cách bước vào nội môn.
Số lượng đệ tử ngoại môn có đến cả chục nghìn người, đệ tử nội tông lại chỉ có 1.000. Đãi ngộ của hai loại này khác biệt hoàn toàn, những đệ tử nội môn giỏi giang có địa vị trong tông môn thậm chí còn cao hơn cả trưởng lão. Đối với Lâm Nhất mà nói, thứ khiến hắn động lòng nhất, không gì hơn là bảo khí. Bảo khí ở đây không hẳn là chỉ binh khí, còn có bảo giáp và rất nhiều bí tịch đặc biệt khác, chỉ tùy ý đạt được một thứ nào đó thì thực lực đều có thể tăng mạnh. Ngoài ra, đan dược tam phẩm cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Cần phải có luyện dược sư cấp tam phẩm mới có thể luyện chế, trong đan dược điện người có thể luyện chế ra được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù tính khắp cả đế quốc Đại Tần cũng không thể tìm được nhiều người. Muốn bước vào vòng thứ hai, bắt buộc phải đánh bại 30 người, lấy được ngọc bội tử tinh của đối phương thì mới có đủ tư cách. Đối với Lâm Nhất mà nói, tư cách này quá dễ để lấy được, không hề có chút độ khó nào. Hắn chỉ cần nhắm đúng một phương hướng trong kiếm chủng, đi thẳng một đường, nếu có đệ tử nào không có mắt thì tiện tay đánh bại là được. Đi thêm nửa ngày nữa là có thể đến nơi rồi. Trên ngọn cây của một cây cổ thụ cao chọc trời, Lâm Nhất ngóng mắt nhìn ra xa về phía trung tâm của núi Mai Kiếm. Đó chính là một vùng kiếm chủng cổ xưa, nơi đó chôn cất rất nhiều các bậc tiền bối của tông môn và bội kiếm lúc sinh thời bọn họ sử dụng. Chỗ đó âm u tối tăm, mây đen đầy trời, vô số kiếm ý quanh năm khó tan. Trên mặt đất đen xì, cắm hàng nghìn hàng chục nghìn thanh bội kiếm, chủ nhân của mỗi một thanh bội kiếm, lúc sinh thời ít nhất cũng phải có được thực lực cảnh giới tử phủ. Thậm chí còn có những người đạt đến cảnh giới thiên phách, cho dù sau khi chết, ý chí bao hàm trong kiếm cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Mới chỉ nhìn từ xa, còn chưa đến gần mà kiếm ý trong cơ thể Lâm Nhất đã cảm nhận được áp lực kinh người. Dưới áp lực như vậy, nhưng kiếm ý của hắn vẫn không chịu khuất phục, từ đầu đến cuối đều duy trì phong mang sắc bén, như thế quyết tâm phải tranh hùng bằng được. Một nơi thú vị. Nhưng mà so với kiếm chủng mà ta nhìn thấy bên trong Thanh Dương giới thì vẫn còn kém hơn một chút. Thanh Dương giới là di tích tông môn thời thượng cổ, khu kiếm chủng ở đó trấn áp ma khí suốt từ thời thượng cổ đến nay. Trải qua không biết bao nhiêu nghìn năm tháng mà vẫn mang đến cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, con người đi lại trong đó cũng chẳng qua chỉ như một hạt bụi trong vô số hạt cát vàng mà thôi. Trên ngọn cây, Lâm Nhất nhìn từ trên cao xuống thấy rất rõ ràng. Muốn bước vào khu kiếm tông kia chỉ có 4 con đường có thể đi, những con đường còn lại đều bị những bụi gai khắc đầy linh văn chắn kín, không thể đi qua được. Chương 823. Đông Nam Tây Bắc, 4 con đường, 4 trạm gác. Kỳ lạ, lối vào của những nơi đó hình như có gì đó không đúng. Lông mày Lâm Nhất nhíu lại, cảm giác hơi lạ, cuộc chiến đồng minh khóa này e là còn có biến số. 100 người đứng đầu có thể có được cơ hội ghi tên vào trong danh sách đệ tử nội môn, thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Soạt. Đúng vào lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, ở nơi không xa, trong khu rừng rậm rạp có từng tia sáng chiếu lên. Nhìn qua thì giống ánh sao đang chiếu rọi khắp bốn phía. Đại diễn tinh quyết. Mắt Lâm Nhất sáng rực lên, ngay lập tức liền nhận ra, đây chính là đại diễn tinh quyết mà Lý Vô Ưu tu luyện. Tên nhóc này. Chẳng lẽ là đang giao chiến với ai đó? Đi xem sao. Thân hình thoáng lóe lên, Lâm Nhất nhẹ nhàng không tiếng động đáp xuống từ trên ngọn cây, cơ thể linh hoạt và nhanh nhẹn lao đi thoăn thoắt trong rừng cây. Keng keng keng. Một lúc sau liền nghe thấy âm thanh giao đấu vô cùng kịch liệt. Chân nguyên sao động, kiếm ý va chạm phát ra âm thanh vang dội, thực lực của hai bên giao đấu rõ ràng đều rất mạnh. Bên dưới lớp mặt nạ, mặt Lâm Nhất khế biến sắc, lần theo âm thanh giao đấu, âm thầm áp sát. Một hồi sau, hắn lặng lẽ đáp lên một cành cây, sau khi nấp sau tán lá cây rậm rạp. Ánh mắt xuyên qua kẽ lá nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Lý Vô Ưu, người có giỏi thì chạy tiếp đi. Trên mặt đất, một đám người bao vây lấy Lý Vô Ưu, bọn chúng bắt tay với nhau để vây giết hắn. Hơn 10 người tu vi thâm hậu. Trong đó có không ít người đều là cảnh giới huyền võ tầng thứ tư đỉnh phong, thực lực tương đối cao. Trên người Lý Vô Ưu mang đầy vết thương, trong lúc tiến lùi lại rất có quy luật. Trong đáy mắt có tia sáng lấp lánh, khắp người trên xuống dưới như được tắm trong ánh sao nhàn nhạt. Đối diện với sự tấn công vây hãm của hơn chục người này, hắn rõ ràng vẫn còn đang giấu giếm thực lực. Nếu như dốc hết toàn lực thì có lẽ sẽ có cơ hội lớn để đột phá vòng vây.
chỉ là ánh sáng lấp lánh trong mắt kia dường như đang kiêng dè điều gì đó, từ đầu đến cuối vẫn giữ lại tuyệt chiêu. Ánh mắt Lâm Nhất liếc qua, bên ngoài cuộc chiến, còn có hai người vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bọn họ khi rơi trên người Lý Vô Ưu đầy vẻ giễu cợt. Người đứng thứ 9 của bảng nhân Tân Vô Ngân, người đứng thứ 8 bảng nhân Lục Hách Tuyến. Hai người mặt mày sáng sủa, nổi bật đứng đó, phong mang nơi hai đầu mày bắn ra tứ phía, trông rất có dáng vẻ của bậc cao thủ. Chương 824. Thằng nhóc này cũng đủ to gan, đến cỏ kiếm hoàng mà bổn công tử nhắm chúng cũng dám đi cướp, đáy mắt Lục Hách Tuyên thoáng vẻ lạnh lùng nham hiểm, âm thanh mang theo vẻ khinh thường nói. Tân Vô Ngân trầm giọng nói, có chút bản lĩnh, chẳng qua là tu vi huyền võ tầng thứ 3 thôi, suýt chút nữa là để hắn ta chạy mất. Chẳng lẽ còn bay được lên trời nữa à? Thằng nhóc này có mối quan hệ thân thiết với Lâm Nhất, đợi sau khi bắt được hắn ta rồi có thể lợi dụng điểm này. Nhắc đến Lâm Nhất, sắc mặt hai người này trở nên hơi khó coi. Vốn nghĩ trong cuộc chiến đồng minh này có thể dạy dỗ cho Lâm Nhất một trận, ai ngờ được phần thưởng hậu hĩnh từ liên minh quân tử cũng không thể phát hiện được tung tích của hắn. Mối hận đối với Lâm Nhất đã nén hai tháng nay vẫn chưa phát tiết ra được. Đến nay xem ra chỉ có vào trong vòng hai này mới đợi được thằng nhãi đó xuất hiện. Bỗng nhiên, hai người khẽ biến sắc mặt, chỉ thấy hơn chục người đang bao vây Lý Vô Ưu. Khắp người từ trên xuống dưới được ánh sao chiếu rọi bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy, trên đỉnh đầu hình thành một hiện tượng kỳ lạ, trên bầu trời sao mênh mông, trong đó có ba ngôi sao sáng rực như ngọn lửa, trong dải ngân hà giống như một đôi mắt thần đang bốc cháy rừng rực. Trên bầu trời ngập ánh sao, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt thần đó, Lý Vô Ưu hét to một tiếng. Một kiếm chém ra, ngưng tụ ra kiếm mang màu ánh sao rực lửa, phảng phất như được đáp xuống từ cửu thiên. Thình! Ngay lập tức có 5 người nôn ra máu tươi, bị hất mạnh đến bay ra ngoài. Lý Vô Ưu cười khẽ một tiếng, sao rơi trăng rụng, kiếm chém cửu u. Keng keng keng! Lý Vô Ưu nắm chặt thanh kiếm, múa lượn lúc lên lúc xuống, ánh sao và ánh trăng bám theo không rời. Kiếm pháp phóng khoáng, bay bổng, bỗng nhiên phong mang trở nên sắc bén, giống như ánh sáng thoáng qua rồi chợt tắt. Lớp phòng thủ chặt chẽ của hơn chục người ngay lập tức bị hắn chém đứt tạo thành một lối ra, mắt thấy đã sắp thoát ra được. Muốn chết! Tân Vô Ngân xa sầm mặt, sao có thể để hắn ta dễ dàng rời đi như thế, bật người lên không trung. Nhấc tay tung ra một quyền, quyền này tản mát ra luồng sáng u tối mà băng lạnh, hung hãn chụp xuống. Ầm! Quyền mang âm u mà rét lạnh thấu xương, ngay lập tức bao trùm khắp một vùng trời. Trên mặt đất thậm chí đã bắt đầu kết một tầng sương mỏng. Thực lực kinh khủng của người đứng thứ 9 trong bảng nhân đã thể hiện hết ra trong một quyền này. Rõ ràng Lý Vô Ưu đã dự liệu trước được, sau khi phá vỡ vòng vây sẽ phải đối mặt với chiêu đánh hậu của hai người này. Chỉ là không ngờ được là vẫn đánh giá thấp thực lực của bọn chúng, chỉ một mình Tân Vô Ngân thôi mà đã khủng khiếp như vậy rồi. Thình! Ý nghĩ này vừa mới sinh ra thì một quyền kia đã đập tan ánh sao. Đang trên đà rơi xuống đánh mạnh vào Lý Vô Ưu để ép hắn quay lại. Muốn chạy, ngoan ngoãn đứng yên cho ta. Chân khí khắp người Tân Vô Ngân sao động, lạnh lùng hừ một tiếng, lại tung thêm một chưởng mang theo hàn mang ùn ùn lao nhanh đến. Vù vù. Trong tiếng gió rít gào, hơi lạnh thấu xương, Lý Vô Ưu dù gì cũng chỉ mới bước vào cảnh giới huyền võ, so sánh với nhân tài ngoại môn trong danh sách 10 người đứng đầu bảng nhân mà nói, vẫn kém hơn khá nhiều. Lục Hách Tuyên đứng chắp tay bên cạnh, mặt lộ vẻ khinh bỉ, Lý Vô Ưu này quá ngây thơ. Đã đến nước này rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mà lại dám mơ mộng hão huyền chạy trốn. Cũng không nhìn lại xem mình đang đối mặt với ai, đúng là không biết trời cao đất dày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 825. Tân Vô Ngân đừng khách sáo, thằng nhóc này và thằng chó con Lâm Nhất kia là cùng một bọn. Đánh gãy hai chân hắn ta trước đã rồi nói. Lục Hách Tuyên mặt mày âm trầm, lạnh lùng quát. Tìm không được Lâm Nhất, lôi thằng nhóc này ra chút giận tạm cũng được, cứ coi như là lấy lãi đi. Quỳ xuống cho ta. Mắt thấy Lý Vô Ưu vẫn không ngừng né tránh, Tân Vô Ngân đè thấp giọng quát, âm thanh như thể tiếng sấm vang rền, sau đó lại tung thêm một quyền nữa. Nhưng trưởng mang của hắn ta đúng vào lúc sắp đánh lên người Lý Vô Ưu thì có một cái bóng từ trên trời đáp xuống.
Trong lúc vùng tay đã tung ra một cú đấm đón đầu trưởng mang đang lao vụt phút qua. Dầm! Quyền trưởng giao nhau, chân nguyên hung mãnh vô biên va chạm mạnh với nhau. Tân Vô Ngân cảm thấy bản thân giống như đang đối đầu với một con mãnh thú hồng hoang, chân nguyên của đối phương cuồn cuộn không dứt, điên cuồng tràn ra đánh nát trưởng mang mà hắn ngưng tụ chỉ trong nháy mắt. Không đợi hắn điều động chân nguyên, người mới đến lại dùng lực lần nữa, quyền mang mạnh mẽ tung thẳng về phía trước. Tân Vô Ngân ngay tức khắc bị chấn văng ra ngoài, sau khi rơi xuống đất sắc mặt liền thay đổi hẳn. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đang lộn nhào bên trong, quyền mang hung hãn kia đang điên cuồng càn quét trong cơ đờ. Quyền mang đánh lui Tân Vô Ngân, trong đáy mắt Lâm Nhất thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo sau đó rơi lên người Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên. Sát ý, rốt cuộc cũng đã nén lại được không phóng thích ra. Còn chưa phải lúc, đưa Lý Vô Ưu rời đi đã rồi nói sau. Ngay lập tức bắt lấy Lý Vô Ưu nói, gì? Mơ đẹp đấy, ở lại. Hơn chục người trước đó bao vây Lý Vô Ưu đều xa sầm sắc mặt, lại vây đến một lần nữa. Cút! Lâm Nhất tung quyền như xuất kiếm, thánh âm vang lên không dứt, mấy người kia còn chưa kịp đến gần đã bị hất ngược về sau, nôn máu tươi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ chớp mắt hắn đã đưa Lý Vô Ưu đi xa. Đáng chết, đuổi theo. Lục Hách Tuyên thấy thế không khỏi nổi điên, bật người nhảy lên muốn đuổi theo, phía sau lại truyền đến âm thanh của Tân Vô Ngân, đừng đuổi nữa, hắn là Trung Vân Tiêu, Thất Huyền Bộ đã đạt đến cảnh giới đại thành, không thể đuổi kịp đâu. Trung Vân Tiêu. Lục Hách Tuyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khóe miệng Tân Vô Ngân chảy ra một vệt máu, sắc mặt cũng hơi tái, vội vàng nói, Tân Huynh, ngươi không sao chứ? Tân Vô Ngân lắc tay nói, không sao, chỉ là có chút sơ ý. Người này là Trung Vân Tiêu, gốc cỏ kiếm hoàng đầu tiên là do hắn lấy được, trước đó nghe người của Liên Minh Quân Tử nói qua. Người này thực lực tương đối đáng sợ, Thất Huyền Bộ đại thành, còn tu luyện cả Long Tượng Chiến Thể Quyết, trong cuộc chiến đồng minh lần này có tư cách để đứng ở danh sách 10 người đứng đầu. Lục Hách Tuyên phẫn nộ nói, thằng nhóc này chẳng lẽ cướp được một gốc cỏ kiếm hoàng chưa đủ, còn muốn lại cướp thêm một gốc nữa. Trong đáy mắt Tân Vô Ngân thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, không vội, đợi đến vòng thứ hai, sẽ khiến hắn phải nôn trả cả gốc lẫn lãi. Bên trong kiếm chủng hắn chỉ có một mình, có thừa cách để hành hắn. Chương 826. Hộc hộc. Trong rừng, Lâm Nhất dẫn Lý Vô Ưu tiếp tục tiến về phía trước, đến khi hoàn toàn cách xa đám Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên thì hai người mới dừng lại. Không phải hắn sợ hai người đó, chỉ là trạng thái của Lý Vô Ưu không tốt, để hắn ta hồi phục trước đã. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn không lo, muốn chiến thì chiến, muốn giết thì giết. Ngươi là... Lý Vô Ưu ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt ngờ vực. Mặt nạ quỷ che giấu hết khí tức nên nhìn Lâm Nhất chỉ như cục đá, nếu hắn không ra tay thì thậm chí người ngoài còn không biết tu vi của hắn. Trước mặt Lý Vô Ưu, đương nhiên Lâm Nhất không phải che giấu thân phận, hắn khẽ mỉm cười, cởi mặt nạ xuống. Sư huynh! Ta đã đoán được chắc chắn là huynh rồi, ha ha ha. Quả nhiên sau khi mặt nạ được tháo xuống, khuôn mặt cực kỳ quen thuộc hiện ra trước mắt Lý Vô Ưu. Nghĩ lại cũng đúng, trong cuộc chiến đồng minh này ngoài Lâm Nhất, còn ai dám đắc tội Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên chứ? Tiểu tử đệ không sao chứ? Lâm Nhất cười khẽ, lá gan cũng lớn thật, cỏ kiếm hoàng của 10 hạng đầu bảng nhân mà cũng dám cướp. Lý Vô Ưu gãi đầu, cười vô tư, không sao. Tuy ta không bằng huynh nhưng rất giỏi chịu đòn. Ta nghĩ người của Liên Minh Quân Tử tìm huynh khắp nơi, chắc chắn huynh không thể xuất hiện để giành cỏ kiếm hoàng nên ta muốn tranh giúp huynh, nhưng không ngờ thực lực hai tên khốn đó lại mạnh đến thế. Còn câu này Lý Vô Ưu chưa nói, đó là sau khi đến núi Mai Kiếm hắn ta mới biết Lâm Nhất đã đắc tội ai. 10 hạng đầu bảng nhân mà Lâm Nhất cũng đắc tội hết. Nếu không có cỏ kiếm hoàng, thực lực của Lâm Nhất chắc chắn sẽ có khoảng cách lớn với đám người này. Đến lúc tới kiếm chủng chẳng phải sẽ đi vào ngõ cụt sao? Nếu Lâm Nhất chết, không biết Hân Nghiên tỷ sẽ buồn đến mức nào, dù ra sao hắn ta cũng phải sử dụng đại diễn tinh quyết liều chiến một phen. Lâm Nhất sửng sốt một chút, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hắn cười bảo, để mau luyện hóa đi, cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên chính là do ta lấy đấy. Không phải chứ? Lý Vô Ưu ngạc nhiên thốt lên. Lâm Nhất không giải thích,
Tự Diên kiếm quyết lặng lẽ xoay chuyển, kiếm thế dồi dào cuồn cuộn dâng lên trên người hắn. Tu vi huyền võ tầng 5 cũng đồng thời bộc phát, khí thế kinh người khiến người ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Chân nguyên dày đặc trên mu bàn tay ngưng tụ thành Tử Diên kiếm quyết cổ, Lâm Nhất búng tay. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm vô hư phát. Một tia sáng lóe lên, lát sau cách đó 1000 mét mới có tiếng nổ của kiếm mang kinh thiên động địa đột ngột vang lên. Lý Vô Ưu hoàn hồn, cười nói, xem ra ta lo thừa rồi. Mau luyện hóa đi, ta sẽ bảo vệ đệ. Chân nguyên trong cơ thể lặng lẽ tiêu tán, khí thế trên người Lâm Nhất bỗng trở nên tĩnh lặng, không tản ra chút nào nữa. He he, ta luyện ngay đây, đến lúc đó hai huynh đệ ta cùng tới kiếm chủng, cho đám liên minh quân tử kia một bất ngờ lớn. Trong mắt Lý Vô Ưu lóe lên tia sáng khác thường, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thời gian trôi qua, Lý Vô Ưu âm thầm luyện hóa cỏ kiếm hoàng, Lâm Nhất cũng không nhàn rỗi, hắn luyện tập thất huyền bộ và long hổ quyền. Long hổ sinh huy, long hành hổ bộ, long phi hổ khiêu. Chương 827. Thần long bãi vĩ, họa long điểm tinh. Năm đại sát chiêu của long hổ quyền được thi triển trôi chảy trong tay Lâm Nhất. Ngựa thần lướt gió tung mây, tùy theo ý mình, không tìm ra dấu vết, kết hợp với Tử Diên kiếm quyết tầng 8, kiếm ý cuồn cuộn như rồng như hổ. Dưới sự gia trì của kim cương ấn, phá không ấn và phục ma ấn, biến hóa vô tận liên miên, một loạt quyền đánh ra núi sông gầm thét, ầm ầm dữ dội, hóa rồng át ở trên mây, kiếm ý phóng thẳng lên trời, hóa hổ át uy chấn núi sông, chém hết bầy yêu, có sự uy phong của vương đạo. Lâm Nhất khẽ hô, tay phải chậm chậm giơ lên, kiếm ý, chân nguyên và lực lượng long tượng trên người hòa vào với nhau, hỗn độn mơ hồ như thủy mặc, hòa thành khí tức nồng đậm lan khắp quanh thân hắn, tựa như ma vụ bao phủ lấy hắn, trong bí ẩn và khó lường dâng lên sức mạnh khủng khiếp. Họa long điểm tinh. Khi một quyền này nổ ra, ma vụ hỗn độn mơ hồ tựa thủy mặc như được vén ra, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, một bức tranh hiện lên, chân long bay lượn xuất hiện rõ hơn cùng với quyền mang. Ầm ầm, cổ thụ cao chọc trời mấy trăm mét phía trước đều bị chém gãy dưới uy lực của một quyền này. Lâm Nhất thu quyền, thở ra một hơi khí đục, vẻ mặt hài lòng. Tu vi và công pháp đồng thời thăng cấp, uy lực của long hổ quyền đã tăng lên mấy lần. Sát chiêu thứ 5 họa long điểm tinh cũng rất tự nhiên thăng lên cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Họa đơn giản một chút, giơ tay lên, kiếm ý, chân nguyên và lực lượng long tượng kết hợp hoàn hảo, lập tức hóa thành một quyền điểm tinh. Một quyền nhẹ nhàng khi chưa có sự gia trì của bất kỳ ấn nào, ba loại ấn ký, dù thêm bất kỳ ấn nào cũng có thể khiến uy lực tăng lên gấp bội. Hí! Đúng lúc này, Lâm Nhất loáng thoáng nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu, hắn bèn đưa mắt nhìn sang. Lý Vô Ưu đã mở mắt, thần quang phượng hoàng trong mắt thoáng qua như một tia chớp. Xong, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, biết Lý Vô Ưu đã luyện hóa cỏ kiếm hoàng thành công, hắn bước nhanh tới. Khí tức trên người Lý Vô Ưu đã đạt đến huyền võ tầng 3 đỉnh phong, có thể thăng lên tầng 4 bất cứ lúc nào. Vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu. Chờ Lý Vô Ưu đứng dậy, Lâm Nhất mới cười khẽ. Không phải phượng hoàng mà là Chu Tước. Võ hồn của ta là tròm sao Chu Tước. Khi nào luyện đại diễn tinh quyết đến tầng thứ nhất là có thể ngưng tụ ra mắt Chu Tước, đến lúc đó mới được coi là nhập môn thật sự. Lý Vô Ưu không giấu giếm điều gì. Chỉ là trong lời nói lại thể hiện rất nhiều điều bí ẩn khiến người ta không khỏi tò mò. Mắt của Chu Tước. Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều, chỉ đột nhiên nghĩ đến võ hồn trúc long của mình hình như chưa mang lại lợi ích rõ ràng nào cho hắn. Xem ra sau này hắn phải đào sâu nghiên cứu hơn mới được. Hiện tại cảm giác thế nào, Lâm Nhất hỏi. Ánh mắt Lý Vô Ưu lóe lên, hắn ta cười hì hì, cỏ kiếm hoàng này khá tương thích với công pháp của ta, nếu bây giờ gặp phải Tân Vô Ngân, hắn ta còn dám coi thường ta nữa ta thì ta nhất định sẽ cho hắn một bất ngờ. Đi, chương 828 thật sự là Trung Vân Tiêu kìa. Ngọc bội tử tinh của hai người đều có 30 sao. Đã đủ tiêu chuẩn để vào kiếm chủng. Hai người không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi thẳng đến kiếm chủng bí ẩn khó lường nhất núi Mai Kiếm. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều đệ tử ngoại môn, không ít người nhận ra Lâm Nhất đang đeo mặt nạ quỷ, trong mắt họ lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Chuyện hắn giết Tiêu Phong,
cướp bụi cỏ kiếm hoàng đầu tiên đã sớm lan truyền khắp nơi. Bây giờ trong núi Mai Kiếm, rất nhiều người tham gia cuộc chiến đồng minh đều biết tới nhân vật tên Trung Vân Tiêu này. Hắc mã đột nhiên xuất hiện này chiếm hết hào quang của 10 hạng đầu bảng nhân, ngay vòng thứ nhất đã giành mất bụi cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Dù so sánh với Sở Hạo Vũ, Đại Tần và Giang Phong thì hắn vẫn rất nổi tiếng, ít ai không biết đến hắn. Cũng có tin đồn rằng hắn là kẻ giết người tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng, là kẻ điên cuồng tu luyện trong ngoại môn, điều này càng khiến mọi người sợ hắn hơn. Họ chỉ hơi tò mò tại sao hắn với Lý Vô Ưu lại đi cùng nhau. Huynh à, huynh che giấu thân phận tốt thật, chẳng ai nhận ra hết. Lý Vô Ưu sờ mũi, cười hì hì nói. Lâm Nhất bình tĩnh đáp lời, bọn họ tin chắc Lâm Nhất không dám xuất hiện, hơn nữa từ đầu đến cuối ta chưa từng thi triển Long Hổ Quyền, họ không đoán ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng không sao, đeo mặt nạ hay không cũng không ảnh hưởng lắm. Sau khi giành được cỏ kiếm hoàng, hắn không cần tiếp tục đeo mặt nạ nữa, vào vòng 2 chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Nhưng không nhận ra thì thế nào? Lẽ nào hắn phải đeo mặt nạ quỷ cả đời? Hắn không hề có ý này. Hắn muốn xem, trong kiếm chủng kẻ nào dám đến gây chuyện với hắn. Càng đến gần kiếm chủng, bầu trời càng u ám, thi thoảng còn có kiếm quang như điện chớp lóe xẹt qua bầu trời. Trong không khí tràn ngập khí tức lạnh lẽo u ám, khiến người ta rùng mình. Áp lực đến từ kiếm chủng dần dần lộ ra, người nào tu vi yếu thậm chí khuôn mặt sẽ đau đớn, đi thêm một bước cũng khó. Điều này cũng là bình thường. Dù sao kiếm chủng cũng là nơi chôn người chết, chắc chắn u ám, ảm đạm, tràn ngập tử khí, chấp niệm của người chết khó mà tiêu tan. Sắp tới rồi. Mắt Lý Vô Ưu sáng lên. Từ xa hắn ta đã thấy một góc núi băng của kiếm chủng qua kẽ lá. Phía trước có rất nhiều người, kiếm chủng chỉ có 4 cửa, đông tây nam bắc. Hai người họ đang ở cửa bắc, càng đi về phía trước càng tập trung nhiều võ giả ở cổng vào. Không đúng, sao những người này không đi nữa? Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đều hơi cau mày, cảm nhận được bầu không khí khác thường, vội vàng bước về phía trước. Lại có người đến kìa. Là Trung Vân Tiêu đấy. Thật sự là Trung Vân Tiêu kìa. Đám đông tập trung ở lối vào cửa bắc thấy Trung Vân Tiêu đến, trong mắt vụt qua vẻ kỳ vọng. Chương 829 Trung Sư Huynh. Khác hoàn toàn với sự sợ hãi và né tránh trước đây. Vẻ mặt của mọi người càng khiến Lâm Nhất và Lý Vô Ưu thấy kỳ lạ hơn, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ từ tiến về phía trước. Đám đông đang chen chúc chợt tránh ra nhường cho họ một lối đi, hai người thuận lợi tiến về phía trước. Quỳnh. Vừa bước tới hai người đã nghe thấy tiếng giao tranh kịch liệt, tiếng nổ trong không trung vang lên đinh tai nhức óc. Khí tức thật mạnh. Còn chưa nhìn rõ, chỉ nghe âm thanh dao động hỗn loạn của chân nguyên, Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cùng cảnh giới, dù tu vi giống nhau. Chất lượng chân nguyên khẳng định cũng khác nhau. Ví dụ như Lâm Nhất tu luyện Tử Diên kiếm quyết chắc chắn chân nguyên sẽ mạnh hơn chân nguyên của đệ tử cùng cấp nhiều. Hắn rất nhạy cảm với chất lượng chân nguyên, đủ để phân biệt được người bằng cách nghe tiếng. Hai người đưa mắt nhìn xung quanh, ngay lối vào kiếm chủng có 2 bức tượng đá cổ cao gần 100 mét. Dưới bức tượng đá, 4 thanh niên mặt mũi lạnh tanh, vẻ mặt ngạo nghễ đứng chắp tay sau lưng chặn ngay lối vào. Ánh mắt nhìn mọi người đầy vẻ khinh thường. Phía trước 4 người có 2 người đang đánh nhau, ngoài ra bên cạnh còn có vài người nữa với vẻ mặt chật vật, họ đều đang quỳ dưới đất. Rất trùng hợp, Lâm Nhất nhận ra một người trong đó chính là Cố Vân Phi hạng 19 bảng nhân. Người đối đầu với hắn ta là một thanh niên mặc áo xám, hai người đều đã phát huy thực lực của mình, rút binh đao ra, kiếm mang sao động, tiếng leng keng vang lên không ngớt. Xét về kiếm pháp thì thanh niên áo xám hơi yếu một chút, kiếm chiêu cũng không tinh xảo bằng Cố Vân Phi. Phá sơn kiếm pháp của Cố Vân Phi có uy lực vô song, nổi tiếng bá đạo và hung tợn, xét về khí thế thì rõ ràng đã áp đảo đối phương. Tuy nhiên chân nguyên của thanh niên áo xám lại dồi dào hơn rất nhiều, một tay hắn ta cầm kiếm có thể dễ dàng chống lại kiếm chiêu của Cố Vân Phi. Lâm Nhất chỉ nhìn lướt qua cũng biết ưu thế của Cố Vân Phi sẽ không duy trì được lâu. Sư huynh,
mấy người đó đang nhìn huynh kìa. Lý Vô Ưu nhìn mấy người quỳ dưới tượng đá, nhẹ giọng nói với Lâm Nhất. Ồ! Lâm Nhất nhìn theo tầm mắt hắn ta, sắc mặt hắn bất giác hơi thay đổi, trong số những người đang quỳ trên đất có Cố Bắc Huyền và Trần Lăng, ngoài hai người ra còn có mấy người nữa coi như hắn đã từng gặp, Nhiếp Thiên của Liên Minh Tử Vân, Hàn Phong của Liên Minh Khô Thủy, Ngụy Tùng Hàn của Liên Minh Nghịch Thủy. Đây đều là những thiên kiêu ngoại môn hắn gặp trong lúc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng. Thực lực đều thuộc nhóm hàng đầu bảng nhân, rốt cuộc mấy người đứng chặn đường này có lai lịch gì? Trung sư huynh. Khi Lâm Nhất đang khó hiểu thì giọng nói quen thuộc vang lên, hai tỷ muội Lâm Yên và Lâm Thu Sam đang nhanh chân đi về phía hắn. Lâm Nhất nhìn lại, sắc mặt Lâm Thu Sam tái nhợt, vô cùng yếu ớt, khóe miệng còn có vết máu. Có chuyện gì vậy? Chương 830 đỡ thử một kiếm của ta xem. Lâm Thu Sam còn chưa kịp trả lời thì Lâm Yên đã chỉ vào bốn người ở lối vào, nhóm người này là đệ tử nội môn, chúng chặn ở lối vào kiếm chủng ép mọi người phải giao nộp ba viên đan kiếm vân thì mới được vào. Ba viên đan kiếm vân không phải con số nhỏ, đương nhiên mọi người đều không muốn, kết quả bị chúng đánh bị thương, Cố Sư Huynh và Trần Sư Huynh đều bị chúng giết gà dọa khỉ. Chẳng trách nhóm người này lại có thực lực mạnh đến vậy, thì ra đều là đệ tử nội môn. Thân phận của Lâm Thu Sam bày ra đó, đương nhiên đám đệ tử nội môn không dám làm gì nàng ta. Nhưng Cố Bắc Huyền và Trần Lăng thì không may mắn như vậy, vẫn rơi vào kết cục như đám Hàn Phong. Nhóm người này đều có tiếng ở ngoại môn, vậy mà cũng phải quỳ trên đất, điều này khá đáng sợ. Lâm Nhất đã hiểu tại sao ánh mắt những người tụ tập ở đây sau khi thấy hắn xuất hiện lại tràn ngập kỳ vọng như thế. Sự việc đã được sáng tỏ, nhưng chẳng phải cuộc chiến đồng minh cấm đệ tử nội môn tham gia sao? Những người này là đệ tử nội môn thuộc nhóm 100 người từ dưới lên của bảng địa, nếu vào kiếm chủng thì đám người này không được phép thi để vào nhóm 100 người đầu bảng địa nữa mà sẽ bị tước thân phận đệ tử nội môn ngay. Họ bị cấm vào phạm vi ngoài núi Mai Kiếm, nhưng chặn ở cửa thì không nằm trong lệnh cấm. Lâm Thu Sam khẽ thở dài, cũng có một chút bất lực. Quả nhiên bọn chúng biết danh sách đệ tử nội môn không dễ có. Biến số như vậy coi như cho tất cả những người tham gia cuộc chiến đồng minh một đòn cảnh tỉnh. Nhưng hiển nhiên không ai bằng lòng từ bỏ, khó khăn lắm mới đi được tới đây, đã sắp vào được kiếm chủng rồi sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa quy tắc cho vòng 2 vẫn chưa được tuyên bố, không thử thì ai biết mình có được lọt vào nhóm 100 người đầu hay không. Danh sách đệ tử nội môn vẫn đầy cám dỗ. Điền sư đệ, đừng chơi nữa. Khi mấy người đang nói chuyện thì người đứng đầu trong bốn người chắp tay đứng dưới tượng đá khẽ nhếch môi, cười khẽ một tiếng. Rõ, Mục Lăng sư huynh. Thanh niên áo xám giao đấu với Cố Vân Phi cười tâu toét, trò chơi kết thúc. Hừ, ngông cuồng, ta thấy ngươi cũng chẳng có năng lực gì, chẳng trách đứng cuối danh sách bảng địa. Cố Vân Phi chế nhạo, hắn ta vẫn không phục, phá sơn kiếm pháp của hắn ta đang khí thế bừng bừng, bản thân hắn ta không hề cảm thấy thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Dù người khác thế nào, hắn ta tuyệt đối sẽ không giao ba viên đan kiếm vân ra. Vậy sao? Thanh niên áo xám bật cười, ngươi vẫn chưa biết công pháp linh cấp khủng khiếp thế nào đâu. Ta mới chỉ sử dụng 6 phần thực lực thôi. Lời vừa dứt, khí thế trên người thanh niên áo xám chợt tăng vọt. Cũng là tu vi huyền và tầng 5 nhưng lại cho người ta cảm giác như dãy núi hùng vĩ kéo dài vô tận. Đỡ thử một kiếm của ta xem. Sắc mặt Cố Vân Phi thay đổi rất nhiều, bị khí thế của đối phương dồn ép, hô hấp hắn ta bắt đầu trở nên dồn dập. Chương 831 muộn rồi. Keng. Thanh niên áo xám trở tay đâm ra một kiếm, hai tay cầm kiếm của Cố Vân Phi chợt có cảm giác như muốn nổ tung. Chân nguyên dồi dào ẩn chứa trong kiếm mang, sức mạnh bên trong gần như mạnh gấp đôi hắn ta. Ta có ba viên đan kiếm vân. Cố Vân Phi biết mình không thể địch lại bèn vội vàng hô to. Muộn rồi. Thanh niên áo xám cười gằn, lại một kiếm khác nhanh như chớp, đột nhiên tiếng nổ lớn như sấm vang lên. Kiếm trong tay Cố Vân Phi rơi xuống, còn hắn ta thì bay ngược ra ngoài. Phụt. Cố Vân Phi hộc ra một búng máu, thanh niên áo xám tiến về phía trước, đâm ra bốn nhát kiếm nhanh như chớp, máu bắn tung tóe,
Cố Vân Phi khuỵu xuống rồi quỳ dưới đất. Trông hắn ta còn thê thảm hơn nhóm Trần Lăng, Nhiếp Thiên nhiều. Không biết tự lượng sức mình, hạng 19 bảng nhân mà cũng dám to mồm. Thanh niên áo xám hử lạnh một tiếng, thô lỗ cướp túi chữ vật của Cố Vân Phi đi, thuận tay tát vào mặt hắn ta, ngoan ngoãn quỳ đó đi, nếu dám nhúc nhích thì tự gánh lấy hậu quả. Cái tát này khiến Cố Vân Phi trào nước mắt, nhưng hắn ta vẫn cố nhịn không đáp trả. Bầu không khí im lặng chết người, mọi người không nỡ nhìn, Cố Vân Phi hạng 19 bảng nhân đã bị đánh bại. Xem ra không đưa đan kiếm vân không được. Vẻ mặt thanh niên áo xám hung ác, hắn ta đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đám người đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn ta cao ngạo nói, một đám rác rưởi, tưởng danh sách đệ tử nội môn là thứ các ngươi có thể dễ dàng tranh được đấy à? Ba viên đan kiếm vân, một viên cũng không được thiếu, nếu không thì cút đi cho lão tử. Đáng ghét. Đám đệ tử ngoại môn bị mắng rất bực, nhưng lại dám giận mà không dám nói. Nhóm Cố Vân Phi đang quỳ dưới bức tượng đá cảm thấy vô cùng khó chịu, năm ngón tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đám đệ tử nội môn này thật sự bắt nạt người quá đáng. Cưỡng đoạt đan kiếm vân thì cũng thôi, không thù không oán cũng không cần làm nhục người ta như thế chứ. Lý Vô Ưu nói nhỏ, những người này tới kiếm chủng để tham gia cuộc chiến đồng minh, chắc là bị sỉ nhục trong danh sách bảng địa, trong lòng ai cũng có điều bất mãn nên muốn chút giận vào đám đệ tử ngoại môn chúng ta đây mà. Chắc số lượng đan kiếm vân những người này có cũng không ít đâu. Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng. Câu nói không đầu không đuôi khiến nhóm Lâm Thu Sam sững sờ. Sau khi hoàn hồn thì phát hiện Lâm Nhất đã bước lên, từng bước đi về phía thanh niên áo xám. Trong mắt Lâm Yên lóe lên vẻ lo lắng, tỷ, Trung sư huynh sẽ không có chuyện gì chứ. Đối phương là đệ tử nội môn đấy. Lý Vô Ưu bĩu môi cười, yên tâm đi, đại ca ta không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì chắc chắn đã nắm chắc 100%. Ngươi là... chương 832 muốn chết. Lâm Yên nghi hoặc nhìn Lý Vô Ưu. He he, Lý Vô Ưu của Lạc Già Sơn. Ta biết ngươi, trong cửu tinh tranh bá chính ngươi và Lâm Nhất cùng nhau giết Vương Ninh. Mắt Lâm Yên sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Mặt Lâm Thu Sam tái nhợt, nhưng lại thoáng qua vẻ nghi hoặc không dễ phát hiện, Lý Vô Ưu của Lạc Già Sơn. Đan kiếm vân đâu? Thanh niên áo xám thấy Lâm Nhất tới gần thì thô lỗ hỏi. Không có. Lâm Nhất thành thật trả lời, hắn không giống như những người khác chỉ luyện hóa được một viên đan kiếm vân, năm viên đan kiếm vân của hắn đều luyện chế với cỏ kiếm hoàng cùng một lúc. Xem ra không giết một người thì các ngươi vẫn tưởng ta dễ tính. Thanh niên áo xám tức giận vô cùng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, sát khí trên người lần đầu bộc phát ra. Không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, khí tức băng giá khiến người ta run sợ. Trung huynh cẩn thận. Trần Lăng và Cố Bắc Huyền quỳ trên đất, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hai người bọn họ biết rất rõ thực lực của đám thanh niên áo xám này đáng sợ đến mức nào. Đến cả đám người Cố Bắc Huyền và Ngụy Tùng Hàn cũng đều khẽ lắc đầu, thực lực của Trung Vân Tiêu này mặc dù mạnh. Nhưng xét cho cùng, so với đám đệ tử nội môn này thì vẫn kém hơn một chút, vậy mà đến bây giờ hắn vẫn không nhìn ra được tình hình, cố tình chạy đến đây chịu chết. Soạt. Hàn mang lạnh lẽo sắc bén, chỉ thấy quang mang lóe lên, thanh kiếm trong tay thanh niên áo xám liền đâm qua, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ hiểm trên yết hầu của Lâm Nhất. Cú đâm cực kỳ hung hiểm. Tốc độ nhanh quá. Đám người Lâm Thu Sam nhìn mà kinh hãi, trái tim bỗng chốc treo ngược lên. Bên dưới bức tượng đá, bốn thanh niên đầy vẻ lạnh lùng đứng chắp tay sau lưng, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, điền sư đệ coi như đã thực sự nghiêm túc rồi. Hồng hộc. Nhưng Lâm Nhất âm thầm vận chuyển thất huyền bộ, một chân bước qua, phảng phất như đang đi dạo trong vườn, nhẹ nhàng tránh thoát. Chậm quá, kiếm pháp này của ngươi là học từ rùa à? Một kiếm đâm hụt, bên cạnh vang lên tiếng cười trêu chọc của Lâm Nhất, âm thanh cực kỳ chói tai. Muốn chết, thanh niên áo xám sắc mặt xa sầm, quay người vung kiếm lại đâm thêm một lần nữa. Trong khi hắn quay người, chân nguyên hùng hậu trong cơ thể vận chuyển điên cuồng.
Một chiêu quay người vùng kiếm này mang theo cơn cuồng phong kinh thiên động địa, kiếm mang xẻ rách bầu không tạo ra âm thanh chói tai. Chương 833 thằng nhóc này lai lịch thế nào? Chậm quá, đệ tử nội môn dường như cũng chỉ có vậy mà thôi. Hai kiếm đều đâm trượt, Lâm Nhất nhẹ nhàng lướt qua, hoàn hảo tránh được. Nghĩ kỹ đi rồi hãy xuất kiếm, một kiếm này mà ngươi vẫn còn không đâm chúng nữa, thì có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội để xuất kiếm nữa đâu. Bên dưới mặt nạ quỷ, giọng lạnh lùng của Lâm Nhất truyền đến khiến thần sắc thanh niên áo xám đang chuẩn bị xuất ra chiêu kiếm thứ ba bỗng ngẩn ra, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác rét lạnh kỳ lạ. Nghĩ kỹ rồi hãy xuất kiếm. Một kiếm đâm trượt, hai kiếm đâm trượt, người thanh niên áo xám đang muốn xuất tiếp chiêu kiếm thứ ba liền ngây ra. Nhìn lên gương mặt của Lâm Nhất, gương mặt đeo mặt nạ quỷ khiến người ta không thể dò đoán được gì, vặn vẹo mà đáng sợ, thần sắc thanh niên áo xám càng trở nên nghiêm trọng. Chân nguyên chuyển động khắp người, bàn tay nắm chuôi kiếm run lên khe khẽ, hai mắt dán chặt vào Lâm Nhất. Bên trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời nói lạnh lùng của Lâm Nhất. Một kiếm này nếu như còn không đâm chúng, có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội để xuất kiếm nữa. Thằng nhóc này lai lịch thế nào? Chỗ lối vào khu kiếm chủng, bên dưới hai bức tượng đá cao ngất, bốn người đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt khẽ thay đổi. Người đứng đầu là đệ tử nội môn Mục Lăng, lạnh lùng nói, thằng nhóc giả thần giả quỷ, giọng điệu phét lác đến quên cả trời đất, chẳng phải là có mỗi thân pháp giỏi một chút thôi sao? Sắc mặt mấy người đều lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, chỉ là một đệ tử ngoại môn không nổi danh mà lại dám uy hiếp cả bọn họ. Cô Bác Huyền đứng thứ 18 trong bảng nhân còn không có cái lá gan đấy. Phía sau, đám người Lâm Thu Sam đều lộ vẻ căng thẳng, không biết Lâm Nhất có phải hơi sơ ý rồi không? Làm thế nào bây giờ, Trung Đại Ca sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong mắt Lâm Yên thoáng qua vẻ lo lắng không yên. Trung Vân Tiêu này có phải hơi ngông cuồng rồi không? Đúng đó, đối thủ ít nhất cũng là đệ tử nội môn, khoác lác như vậy. Hai, xem ra ba viên kiếm vân đan này không giao nộp cũng không được rồi. Thật đáng ghét, đám đệ tử nội môn này có thể tu luyện công pháp và võ kỹ linh cấp. Giao đấu với chúng ta quả thực là chiếm lợi mà. Sớm đã đoán được rồi, danh sách đệ tử nội môn đâu có dễ dàng mà nhường cho người khác được, quả nhiên như vậy. Những đệ tử ngoại môn còn lại đều nhao nhao bàn luận, không phải không tin thực lực của Trung Vân Tiêu. Chỉ là đám đệ tử nội môn này có cảnh giới tu vi và chân nguyên thực sự cao. Hoàn toàn đã đạt đến cảnh giới lấy sức mạnh để phá kỹ xảo, công pháp võ kỹ so với đệ tử ngoại môn đều mạnh hơn một tầng. Cô Bác Huyền nói thua là thua, Trung Vân Tiêu vậy mà vẫn còn tâm trạng để đi uy hiếp đối phương. Nhưng sự việc quái gì lại xảy ra? Thời gian nửa chén trà đã trôi qua, thanh niên áo xám đối diện với Lâm Nhất nhưng vẫn không hề ra tay. Kiếm thứ ba này, từ nãy đến giờ vẫn chưa hề đâm qua. Chương 834 nhưng có chạy thoát được không? Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất mang đầy vẻ quái dị. Điền sư đệ, người đang làm cái gì đó? Ra tay đi! Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi thực sự đã bị hắn dọa cho sợ vỡ mật rồi à? Bốn người đứng chắp tay sau lưng dưới bức tượng đá, không thể tiếp tục làm bộ được nữa, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Thanh niên áo xám âm thầm chửi bới trong lòng, mấy người này hiểu cái quái gì, đối diện với áp lực của Lâm Nhất, người ngoài hầu như không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta suy nghĩ một hồi, Lâm Nhất dễ dàng tránh được hai kiếm trước đó của hắn, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Đối với việc kiếm thứ ba có thể đâm trúng được Lâm Nhất hay không, hắn ta càng không có tự tin. Nhưng cứ dây dưa mãi như vậy cũng không phải là cách. Đúng vào lúc hắn ta cắn răng chuẩn bị liều chết một phen thì Lâm Nhất lại cử động. Hắn đã hết nhẫn nại từ lâu, chỉ là một đệ tử nội môn xếp cuối mà lại kiêu căng hống hách như thế. Chẳng qua đánh bại được Cố Vân Phi thôi mà đã nói năng ngông cuồng, mắng bọn họ đều là ăn hại hết. Hôm nay ra tay, không đánh ngươi thì đánh ai? Cho ngươi cơ hội ngươi lại không ra tay, vậy thì tiếp một quyền của ta đi. Sức mạnh long tượng cổ xưa nổi lên trên người Lâm Nhất, Tử Diên kiếm quyết tầng thứ 8 âm thầm vận chuyển, một ý niệm hiện lên, Tử Diên hoa được kết tinh từ băng đang dần dần nở rộ.
chân nguyên dồi dào và sức mạnh long tượng được gia cố thêm bởi kiếm ý, trong lúc phất tay, quyền mang của Lâm Nhất như sét đánh về phía đối phương. Rầm. Vào giây phút cú đấm được tung ra, đập mạnh vào trong không khí tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cái này. Nhóm người Lâm Thu Sam đều kinh hoàng thất sắc, thực lực của Lâm Nhất dường như lại tăng tiến lên rất nhiều. Đạt đến một trình độ mà bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, kinh ngạc hết sức. Lâm Nhất thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 5 mà như đã hoàn toàn lột xác, khiến người khác phải tặc lưỡi bái phục. Thanh niên áo xám bỗng nhiên bị dọa cho giật thót, hắn ta lập tức hiểu được bản thân chắc chắn không thể nào chặn được một quyền này. Cho dù có miễn cưỡng chặn được thì nhiều nhất cùng chỉ được 10 chiêu là sẽ phải chết dưới quyền mang này. Nhưng có chạy thoát được không? Rầm. Chương 835. Trong lòng vừa mới nảy ra suy nghĩ bỏ trốn thì quyền mang của Lâm Nhất đã lao như điên qua. Dễ như bỡn đập tan nát kiếm ý khắp người và chân nguyên hộ thân của hắn ta. Quỳnh. Quyền mang không hề lưu tình đập mạnh vào ngực, thân thể hắn ta giống như một quả đạn pháo bị bắn ra khỏi nòng, bay thẳng ra ngoài, va chạm mạnh với bức tượng đá cao to cả trăm trượng phía sau, rồi nôn ra một ngụm máu tươi, sau khi cơ thể rơi trên mặt đất thì đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Điền sư đệ. Bốn đệ tử nội môn đứng chặn ở lối vào, ngay tức khắc ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể ngờ được, đợi đến sau khi Lâm Nhất ra tay xong mới biết được thực lực của hắn đáng sợ như vậy. Vẻ khinh thường trên mặt và nét kiêu ngạo giữa đôi lông mày của Mục Lăng đã biến mất tăm. Nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, mãi một hồi sau mới đè thấp giọng nói, ngươi và bạn của ngươi, có thể đi qua con đường này, không cần giao nộp kiếm vân đan. Nhượng bộ rồi. Nhóm người Lâm Thu Sam vô cùng hưng phấn, đám đệ tử nội môn ngồi tít trên cao rất cuộc thì cũng phải nhượng bộ dưới tay Lâm Nhất. Nhưng mà điều không thể ngờ tới là lời đáp trả của Lâm Nhất lại khiến bọn họ ngạc nhiên hết sức. Bên dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt Lâm Nhất lộ ra thần sắc giễu cợt, bật cười nói, thú vị, ngươi cho là ta đứng ra chỉ vì muốn đùa cợt thôi sao? Nói cứ như là khu kiểm chứng này là hậu viện nhà các ngươi không bằng, mặt mũi cũng to nhỉ. Bốp! Lời của Lâm Nhất giống như một cái bạt tai và mạnh lên mặt Mục Lăng. Sự nhượng bộ của đối phương không chỉ không khiến Lâm Nhất chấp nhận mà ngược lại còn bị hắn chế cười. Bốn phía yên tĩnh. Bao gồm cả nhóm người Lâm Thu Sam đều có chút bất ngờ. Duy chỉ có hai mắt của Lâm Yên khẽ nheo lại, trên gương mặt thoáng ửng hồng, trong lòng thầm nói, đây mới là tính cách của Trung Đại Ca. Hắn mới không thèm quan tâm đến quy tắc quái quỷ của đám đệ tử nội môn này, nếu như thật chấp nhận sự nhượng bộ của đối phương thì mới là lạ. Ngươi nói cái gì? Mục Lăng bỗng phát khùng lên, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, thằng nhóc này không khỏi quá không biết điều đi. Chẳng lẽ hắn thực sự cho là mình sợ hắn sao? Nếu không phải lo lắng giao đấu với hắn sẽ khiến những người khác có cơ hội chen vào, thì chỉ dựa vào việc hắn đã thương Điền sư đệ thôi đã đủ để phế bỏ hắn rồi. Không dễ gì nảy ra chút lòng từ bi mà hắn lại chẳng hề nể mặt. Đối diện với cơn thịnh nộ của Mục Lăng, Lâm Nhất vẫn đứng sừng sững không hề e dè, ống tay áo phất qua, lạnh giọng nói, bớt nói nhảm. Giao hết kiếm vân đan mà các ngươi cưỡng ép người khác giao nộp ra đây. Nếu không, hậu quả tự gánh chịu. Nếu không phải vì trên người bọn họ thu nạp kiếm vân đan thì Lâm Nhất còn lâu mới chịu ở trước mặt tất cả mọi người, trở thành vũ khí của đám đệ tử ngoại môn. Con đường đi vào khu kiếm chủng, hắn có thể thoải mái đi lại, chỉ dựa vào mấy kẻ này thì không chặn được hắn. Chương 836. Ha ha, ông đây gặp nhiều kẻ điên rồi. Nhưng còn chưa có người nào ngạo mạn như ngươi đâu, thịt hắn đi. Mục Lăng giận quá hóa cười, phất tay một cái. Soạt. Ba người ở hai bên trái phải đã hết kiên nhẫn từ lâu, nhón chân điểm mạnh lên nền đất. Người bay lên giữa không trung liền rút kiếm ra, ba thanh trường kiếm đồng thời tuốt khỏi vỏ, kiếm âm như tiếng suối chảy, ba tiếng kiếm âm chồng lên nhau, trong một thoáng dường như thực sự có một thác nước sâu vạn trượng xuất hiện dòng nước xối xả chảy từ trên đỉnh núi đá xuống tạo thành những tiếng kiếm ngâm thanh thúy. Đây là... Cô Bắc Huyền và Trần Lăng quỳ trên mặt đất, thần sắc thoáng thay đổi, cảm giác kiếm pháp của ba người này thi triển dường như có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Trung huynh đệ cẩn thận, đây là tam tuyệt kiếm trận. Lâm Thu Sam ở phía sau có con mắt nhìn phi phàm. Chỉ liếc mắt đã nhận ra được nên vội vàng hét lên. Tam tuyệt kiếm trận. Lâm Nhất khẽ ngẩn ra,
dường như hắn đã nghe qua ở đâu đó, giống như một môn kiếm pháp linh cấp, nhiều người liên thủ có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Trong lúc suy nghĩ, ba đệ tử nội môn mang theo cụ cười khinh miệt, kiếm quang lay động. Tựa như dòng suối trong núi, nước chảy qua khe đá, liên miên không dứt, vang vọng không dứt, phảng phất như khắp bốn phương tám hướng đều là dòng nước suối trong vắt đó, đều là kiếm quang liên miên. Hồng hộc, Lâm Nhất lần đầu tiên đối diện với kiếm trận này, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị vài luồng kiếm mang cắt rách áo sam, bắn ra tia máu lờ mờ. Chẳng qua thất huyền bộ đã giúp hắn tránh khỏi chỗ hiểm hóc trên cơ thể, lại có long tượng chiến thể chống đỡ nên cũng chỉ bị chút vết thương ngoài da mà thôi. Hừ, nề mặt mà còn kiêu. Bên dưới tượng đá, một mình Mục Lăng đứng chặn ở lối vào, nhìn thấy màn này sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm hiểm. Xoẹt xoẹt xoẹt, tam tuyệt kiếm trận quả thực uy lực bất phàm, vô cùng kỳ diệu. Lâm Nhất Thân ở trong trận đã được mở mang tầm mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng, đến đúng lúc lắm. Nếu như ba người tách riêng ra giao đấu với hắn, trong vòng 10 chiêu hắn ắt sẽ dễ dàng đánh bại. Nhưng một khi liên thủ thì sẽ khác đi, sẽ trở nên xuất chúng hẳn, vậy thì sẽ có chút thú vị đấy. Một lát sau, hắn bắt đầu phát hiện ra chút sơ hở, đôi lông mày bên dưới lớp mặt nạ khế nhíu. Không còn gì nghi ngờ, tam tuyệt kiếm trận này vô cùng hiếm gặp, nhưng sử dụng trong tay ba người này thì còn lâu mới được tính là đại thành, có rất nhiều chỗ sơ hở. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, Lâm Nhất không vội phá trận, hắn dùng thất huyền bộ đi vòng xung quanh tam tuyệt kiếm trận. Hắn ngược lại muốn nhìn lâu hơn chút nữa. Điểm kỳ diệu của tam tuyệt kiếm trận khiến hắn cảm ngộ ra được rất nhiều thứ, thậm chí nút thắt trong bá kiếm cũng có chút lỏng ra rồi. Nhưng người ngoài lại không hề biết được suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ có thể nhìn thấy hắn ở trong tam tuyệt kiếm trận như một cây lục bình chật vật trôi trên dòng nước. Trên vạt áo sam thậm chí còn nhuốm không ít máu tươi, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát ra khỏi sự vây hãm. Trong lòng Lâm Yên lại bắt đầu trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi tỷ, cái gì là tam tuyệt kiếm trận? Chương 837. Thần sắc Lâm Thu Sam đầy vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói tam tuyệt kiếm trận, được thoát khuôn từ tàn kinh của kiếm trận kỳ môn thượng cổ, cửu tuyệt kiếm trận, tuyệt tâm, tuyệt cốt, tuyệt tình, tuyệt hận, tuyệt ý, tuyệt sinh, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt tử. Cửu tuyệt kiếm trận đã bị thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng kinh văn còn sót lại của nó lại tạo nên rất nhiều kiếm trận, tam tuyệt kiếm trận là một trong số đó, kiếm pháp linh cấp trung phẩm, đế quốc Đại Tần chỉ có Lăng Tiêu kiếm các mới có bản hoàn chỉnh. Nghe lời giải thích của Lâm Thu Sam thì đến cả Lý Vô Ưu cũng khế biến sắc mà dần trở nên nghiêm trọng. Dù gì cũng là kiếm pháp linh cấp, quả thực có chỗ bất phàm, Trung Vân Tiêu bị vây hãm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị thương chỗ hiểm. Đám đệ tử nội môn này đúng là vô liêm sỉ, dùng cả tam tuyệt kiếm trận để đối phó với một đệ tử ngoại môn. Hừ, chẳng trách lại đứng cuối bảng, toàn là lũ đê tiện, hèn hạ, thật tiếc cho Trung Vân Tiêu. Trong lòng các đệ tử ngoại môn đang có mặt vô cùng khâm phục thực lực và sự dũng cảm của Trung Vân Tiêu. Thấy đối phương lấy ba chọi một, còn sử dụng tam tuyệt kiếm trận thì họ bực tức mắng mỏ. Không ổn. Lâm Yên kinh ngạc hô lên. Mọi người vội vàng nhìn sang thì thấy Mục Lăng hồi nãy còn chắp tay sau lưng đứng ở lối vào, giờ đây hắn ta đã lặng lẽ, không một tiếng động lại gần. Lâm Nhất đang đắm chìm trong ngộ đạo tam tuyệt kiếm trận, hoàn toàn không phát hiện ra. Đi chết đi! Nụ cười gớm ghiếc hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của Mục Lăng, hắn ta gào thét ngông cuồng. Bùm! Không hề báo trước, hắn ta xông vào tam tuyệt kiếm trận, đấm một quyền vào ngực Lâm Nhất. Chân nguyên rồi rào theo cú đấm tràn vào trong cơ thể Lâm Nhất. Cho dù Lâm Nhất luyện long tượng chiến thể cũng không chịu nổi, khóe miệng rỉ máu, cả người bay ngược ra xa. Lâm Nhất còn chưa đáp đất, hắn ta lại tung ra hai quyền nữa như sấm chớp, bước Lâm Nhất trở tay không kịp, liên tục bị đẩy lùi trong không trung. Bùm bùm bùm. Trong tiếng ồn ào kinh thiên, chân nguyên sao động đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, Mục Lăng tung liên tục mấy chục quyền. Đến khi quyền cuối cùng rơi xuống thì Lâm Nhất đã bay ra cả trăm mét. Sau khi Lâm Nhất tiếp đất, Mục Lăng chắp tay sau lưng nhìn hắn bị mình đánh bay, cười khẩy bảo, lão tử còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ thế thôi, tên vô dụng. Sư huynh làm tốt lắm. Ha ha ha, đối đầu với Mục sư huynh đúng là chán sống,
quyền này không dễ chịu chút nào đúng không? Hôm nay nhất định phải giết hắn, nếu không đám đệ tử ngoại môn này sẽ còn vỉnh đuôi lên tận trời. Ba người còn lại cất kiếm vào vỏ, đi đến bên cạnh Mục Lăng, khuôn mặt khinh thường, cất giọng trào phúng. Chương 838. Lâm Nhất kéo mặt nạ sang một chút để lau vết máu bên khóe miệng, nhìn máu đỏ trong lòng bàn tay, hắn cười khẽ, dù sao cũng là đệ tử nội môn, đúng là có chút bản lĩnh, ta nên nghiêm túc thôi, xem ra không sử dụng võ kỹ thì không thắng được. Hắn không dùng võ kỹ. Bốn người phía Mục Lăng sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khi mặt nạ được đeo lại, Lâm Nhất nở nụ cười lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, sau đó hắn nhấc chân bước ra một bước. Phong tòng long, vân tòng hổ, một bước này long hổ sinh uy, phong vân hội tụ. Bóng lưng Lâm Nhất trong lòng mọi người dần trở nên cao lớn hơn. Đám Mộc Lăng vẫn chưa thấy gì, nhưng đệ tử nội môn phía sau lại đều cảm thấy kích động. Long hổ quyền, đây là long hổ quyền. Mấy chục nghìn đệ tử ngoại môn kiếm các có ai luyện được long hổ quyền không? Có ai luyện được thất huyền bộ không? Chắc chắn là có, nhưng đệ tử đồng thời thành thạo cả long hổ quyền và thất huyền bộ thì ở ngoại môn chỉ có một người. Một cái tên mà ở ngoại môn không ai không biết, mọi người đều đã gọi ra cái tên ấy ở trong lòng. Đột nhiên, tất cả các đệ tử ngoại môn bao gồm cả Lâm Thu Sam đều trở nên sục sôi. Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Yêu nghiệt Lâm Nhất khiến chuông cổ nghìn năm vang vọng khắp sơn môn. Tỷ, hình như Trung Sư Huynh đang thi triển long hổ quyền đấy. Huynh ấy với Lâm Nhất có quan hệ gì à? Lâm Yên thấy khí thế trên người Lâm Nhất liên tục tăng lên, trong mắt lướt qua một tia mờ mịt, khó hiểu. Lâm Thu Sam cười khổ, vẫn còn gọi Trung Sư Huynh. Ở ngoại môn, ngoài Lâm Nhất còn ai có thể đồng thời tinh thông long hổ quyền và thất huyền bộ? Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Lâm Nhất chính là Trung Vân Tiêu. Huynh ấy chính là Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Yên không khỏi thoáng qua sự kinh ngạc, thì ra người mình ngưỡng mộ đã ở bên cạnh mình lâu như vậy. Nghĩ đến những lời mình từng mỉa mai và chế giễu Lâm Nhất trước đây, vẻ mặt nàng ta không khỏi trở nên phức tạp. Phải làm sao bây giờ? Không ngờ Trung Sư Huynh lại là Lâm Nhất. Lâm Yên bối rối, còn những người khác thì chỉ có thể dùng hai từ giật mình và khiếp sợ để hình dung. Trong núi Mai Kiếm, liên minh quân tử phái người tìm kiếm tung tích Lâm Nhất khắp nơi, thậm chí còn đồng ý thưởng rất nhiều tiền, phát lệnh truy nã, chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện thì 10 hạng đầu bảng nhân sẽ hợp lực giết hắn. Cứ tưởng rằng hắn sẽ khiêm tốn, vào được vòng một sẽ không xuất hiện. Nhưng ai ngờ hắn đeo mặt nạ lên rồi lừa tất cả mọi người, thậm chí còn giành được cả cỏ kiếm hoàng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là từ đầu đến cuối hắn chưa từng sử dụng võ kỹ. Hắn tự tin nhường nào chứ? Nếu hắn thi triển long hổ quyền uy chấn lăng tiêu kiếm các thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận ngay lập tức. Như bây giờ chính là một ví dụ điển hình. Thật không thể tin được, không ngờ Trung Vân Tiêu lại là Lâm Nhất. Ta chưa thấy người nào to gan như vậy, mạo hiểm 10 hạng đầu bảng nhân cùng liên thủ cũng phải cố gắng giành được cỏ kiếm hoàng. Chẳng trách lúc trước hắn ngông cuồng như thế, nếu là Lâm Nhất thì mọi chuyện đều hợp lý. Đạo tặc Huyết Phong cũng đã bị hắn giết thì sao hắn lại để tâm đến đám đệ tử nội môn này? Có kịch hay để xem rồi, Lâm Nhất đã nghiêm túc. Không có gì nghi ngờ, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn, mọi người đều muốn biết sau khi Lâm Nhất không còn kiêng dè gì nữa thì thực lực sẽ mạnh thế nào. Cuộc chiến đồng minh bỗng chốc trở nên đầy biến động. Chương 839. Trên chiến trường, Lâm Nhất bước từng bước. Khí thế trên người hắn chợt dâng trào, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Mục Lăng cuối cùng cũng thay đổi, trước uy áp của Lâm Nhất, hắn ta chợt cảm thấy áp lực cực lớn. Giả thần giả quỷ, không dùng võ kỹ thì thế nào, dùng võ kỹ thì Mục Lăng ta vẫn có thể khiến ngươi quỳ trước nộ lôi quyền. Mục Lăng không chờ được nữa, quát lạnh một tiếng rồi lao tới trước mặt Lâm Nhà Nhất. Song quyền nổi giận tựa như sấm sét, bùng lên ầm ầm. Ập thẳng về phía Lâm Nhất. Trước đây hắn ta dựa vào công pháp linh cấp để đổi lấy tu vi thâm hậu, một đôi lôi điện thiết quyền đánh cho Lâm Nhất không kịp trở tay. Bây giờ hắn ta lại dùng chiêu cũ, quyền mang bay múa, bầu trời u ám dường như càng trở nên âm u hơn. Lại nữa, cùng một chiêu thức mà vẫn muốn sử dụng trước mặt hắn lần nữa. Lâm Nhất nhếch môi cười khẩy,
hắn ta dựa vào đánh lén mới khiến mình trở tay không kịp, thế mà lại tưởng quyền pháp của mình không bằng hắn ta. Thôi bỏ đi, để ta cho ngươi biết thế nào mới là quyền pháp thật sự. Nhìn Mục Lăng lao đến, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, giữa hai tay hình thành kim cương ấn rực rỡ chói mắt. Khí tức cuồng bạo dâng lên trong tích tắc, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Ầm, khí huyết của Lâm Nhất như biển, tựa hỏa sơn ầm ầm, bộc phát ra dung nham khiến thiên địa biến sắc. Bùm bùm bùm. Lợi dụng chút sức mạnh còn lại của kim cương ấn, hai tay Lâm Nhất siết chặt, khí huyết toàn thân cuộn trào, đỡ lấy nộ lôi quyền đang ập đến của Mục Lăng. Hai người đấu cực nhanh, quyền mang của hai bên va vào nhau bắn ra âm thanh kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhưng mỗi quyền, Mục Lăng lại lùi về sau một bước, trong cơ thể còn có âm thanh khe khế vọng ra. Chỉ sau 10 quyền, sự cuồng nộ trong mắt Mục Lăng hóa thành sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hắn ta cảm thấy Lâm Nhất giống như dã thú thượng cổ, toàn thân dâng trào sức mạnh vô tận. Điều kinh khủng nhất là mỗi quyền của đối phương đều ẩn chứa kiếm kình vô cùng sắc bén, kiếm kình hung hãn vô song ấy lúc này đang điên cuồng hoành hành trong cơ thể hắn ta. Ta không tin không áp chế được ngươi. Mục Lăng như kẻ điên, trong mắt đầy tia máu, chân nguyên toàn thân được hắn ta sử dụng đến cực điểm. Dưới sự điên cuồng như vậy, ngay cả nộ lôi quyền cường hãn dường như cũng lập tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mục Lăng điên cuồng là thế, nhưng Lâm Nhất lại cực kỳ bình tĩnh, long hổ quyền được hắn thi triển nước chảy mây trôi, ngựa thần lướt gió tung mây, tùy theo ý mình, không tìm được dấu vết, kết hợp với tử diên kiếm quyết tầng 8, kiếm ý cuồn cuộn như rồng như hổ, dễ dàng áp chế đối thủ. Quyền thế như núi biển gầm thét, thể hiện sự độc đoán kiêu ngạo. Hóa rồng át ở trên mây, kiếm y phóng thẳng lên trời, hóa hổ át uy chấn núi sông. Phụt! Sau 10 quyền nữa, Mục Lăng bị thương, không thể chịu được nữa bèn phun ra một búng máu, người bay đi như diều đứt dây. Không thể nào, sao chân nguyên của hắn có thể hùng hậu hơn mình chứ? Mục Lăng ngã xuống đất, ôm ngực, vừa nói vừa phun thêm ra mấy ngụm máu nữa. Chương 840. Công pháp linh cấp và công pháp huyền cấp tranh nhau cả một cảnh giới lớn, cách biệt một trời một vực. Nhưng chân nguyên của Lâm Nhất lại hùng hậu và ngưng đặc, sau khi thi triển võ kỹ, uy lực hoàn toàn bộc lộ. Lâm Nhất thầm khinh thường trong lòng, tử diên kiếm quyết còn không bằng công pháp linh cấp của ngươi chắc. Đúng là nực cười. Trừ khi ngươi có thể tu luyện công pháp linh cấp đến cảnh giới đại viên mãn, hoặc là cảnh giới tu vi cao hơn hẳn ta. Không thì thì rất khó có thể đọ sức với tử diên kiếm quyết tầng 8 của ta. Nếu không công pháp linh cấp của ngươi chẳng là gì trước tử diên kiếm quyết tầng 8 cả. Mục sư huynh, ba người bạn đồng hành của hắn ta chết lặng tại chỗ, còn chưa phản ứng kịp thì Mục Lăng đã thua cuộc. Bố trận, mau bố trận, đừng đấu tay không với hắn, chỉ có tam tuyệt kiếm trận mới có thể giết được hắn. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Mục Lăng, hắn ta vội vàng nói. Giết! Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngưng tụ kiếm ý trên người, trường kiếm lại một lần nữa được rút khỏi vỏ, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp không trung, kèm theo tiếng nước chảy róc rách bên đá, tam tuyệt kiếm trận bày ra thế tấn công liên tục khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Tiếc là, lần này Lâm Nhất không có ý định ngộ đạo, nếu ba người này có thể luyện kiếm trận đến đại thành thì ít nhiều hắn cũng có chút dè chừng. Còn bây giờ, tất cả đều là sơ hở. Thế mà cũng dám bày ra trước mặt hắn để tự chuốc lấy nhục, còn muốn đánh bại hắn nữa chứ, đúng là kẻ ngốc nói mở. Vẫn chưa rút kiếm à? Lâm Nhất, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không? Thấy Lâm Nhất không rút kiếm, Mục Lăng gắng gượng đứng dậy, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Kẻ không biết trời cao đất dày, ngông cuồng rồi sẽ phải trả giá. Thật sự không rút kiếm sao? Trong mắt đám Lâm Thu Sam cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Họ biết ban đầu Lâm Nhất chỉ dựa vào bá kiếm để giết chết Diệp Lưu Vân, một trận chiến đã để lại tên tuổi. Nếu hắn sử dụng bá kiếm thì hoàn toàn có thể đấu lại tam tuyệt kiếm trận. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú dưới lớp mặt nạ không hề có sự hưng phấn hay căng thẳng, mà trong lòng hắn cũng không có một tia dao động. Khi hắn quyết định nghiêm túc và sử dụng võ kỹ thì thật ra trận chiến đã kết thúc. Trong nháy mắt, kết quả đã được quyết định. Đối mặt với tam tuyệt kiếm trận đầy thiếu sót này, sao hắn cần phải rút kiếm, một quyền là đủ. Lâm Nhất khế hô trong lòng, tay phải chậm chậm nâng lên, kiếm ý, chân nguyên,
lực lượng long tượng kết hợp với nhau, hỗn độn mơ hồ, ngừng tụ thành khí tức đặc sệt như mực đen, tràn ngập khắp cơ thể hắn. Nhìn từ xa giống như có ma vụ bao phủ lấy hắn, trong vẻ bí ẩn khó lường lại có sức mạnh quái dị. Đây là chương 841. Mọi người đều hoang mang khó hiểu, không biết Lâm Nhất định tung chiêu nào. Họa long điểm tinh. Ngay khi tam tuyệt kiếm trận chấn áp tới, Lâm Nhất liền tung ra một quyền, ma khí hỗn độn mơ hồ như mực đen chợt bị vén ra, trở nên rõ ràng. Một bức tranh xuất hiện, có chân long bay lượn rồi dần hiện rõ ra theo quyền mang. Bùm đùng đoàng. Kiếm khí dường như vô tận của tam tuyệt kiếm trận vỡ tan ngay tại chỗ, dưới sức mạnh của một quyền này, kiếm ý cuồn cuộn đều biến mất. Sau khi quyền mang bắn ra, áo ba người đều rách tả tơi, trên người đầy vết thương, ngã gục xuống đất. Máu trong miệng không ngừng trào ra, bọn chúng nhìn Lâm Nhất đầy vẻ sợ hãi, không thể hiểu nổi một quyền này của hắn, quyền mang như gió mùa thu, cuốn bay tam tuyệt kiếm trận mà bọn chúng tự hào bấy lâu nay. Chỉ một quyền nhẹ nhàng, tam tuyệt kiếm trận danh tiếng lẫy lừng đã bị phá hủy, tất cả mọi người bao gồm cả Mục Lăng đều chết lặng. Họa long điểm tinh. Cố Vân Phi đang quỳ dưới đất cũng chấn động, quyền này rõ ràng là họa long điểm tinh trong long hổ quyền, nhưng lại mang đến cho hắn ta một cảm giác hoàn toàn khác. Họa long điểm tinh trong tay Lâm Nhất lại thể hiện ra một phong thái hoàn toàn khác, trong khí thế dồi dào lại có sự tao nhã uyển chuyển của mây nhàn, hạc hoang. Trần Sư Huynh, Cố Sư Huynh đứng dậy đi. Lâm Nhất thu quyền rồi đứng thẳng người, nhìn hai người còn đang quỳ trên đất rồi nói, những người khác như tỉnh mộng, nhanh chóng đứng dậy. Đám Mộc Lăng hoảng hốt, nhìn nhóm đệ tử ngoại môn đang đi về phía mình thì sợ tới mức hồn siêu phách tán. Bây giờ nhóm người này tuy không có sức chiến đấu nhưng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng dẫm đạp bọn chúng dưới chân. Nghĩ lại nửa canh giờ trước, mấy người bọn chúng còn ngông nghênh, kiêu ngạo, giống như tảng núi lớn đè nặng trong lòng họ. Trần Lăng tiến lên, đá mạnh vào mấy người bọn chúng, trầm giọng bảo chung. Lâm sư đệ, chúng ta nên giải quyết những người này thế nào? Lấy lại túi trữ vật của mọi người đi đã. Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Mấy người nhanh chóng cảm ơn, lấy lại túi trữ vật của mình. Lâm sư huynh, tha cho chúng ta đi. Nếu có gặp nhau ở vòng thi thứ hai, chúng ta nhất định sẽ nghe theo Lâm sư huynh chỉ huy. Mục Lăng thấy càng lúc càng có nhiều đệ tử ngoại môn đi về phía mình, nhớ lại lời nói ngông cuồng lúc trước, trong lòng không khỏi than khóc. Ha ha, thứ chó má như các ngươi mà cũng muốn tham gia cuộc chiến đồng minh à, mơ đi. Sư huynh, giao mấy tên này cho ta xử lý đi, ta vừa nghĩ ra cách xử lý bọn chúng rồi. Lý Vô Ưu mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ danh ma, đám Mộc Lăng chợt rùng mình, trong lòng cảm thấy hoảng sợ không giải thích được. Vậy giao cho đệ tùy ý xử lý đấy. Được. Lý Vô Ưu cười vô tư, đuổi bọn chúng đến lối vào rồi bắt đầu ra tay không chút khách sáo. Trung huynh đệ, huynh lừa chúng ta một vố đau ghê. Nhóm Lâm Thu Sam đi tới, nhìn Lâm Nhất đã từng chung đụng sớm chiều, trong mắt là vẻ cực kỳ kinh ngạc. Bất đắc dĩ thôi, mong Lâm cô nương đừng để bụng. Chương 842. Thật ra ta đã nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải. Trung Vân Tiêu, Trung trong chuông cổ nghìn năm, Vân Tiêu trong phượng hí Vân Tiêu. Nói là dùng tên giả nhưng thực chất Lâm huynh đệ đã nói cho chúng ta biết thân phận từ lâu rồi. Lâm Thu Sam nháy mắt, cười vui vẻ nói. Mọi người chợt hiểu ra, thì ra là ý này, họ thầm nhẩm lại vài lần trong lòng, quả nhiên đúng là như vậy. Một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt Lâm Nhất, hắn không thể phủ nhận, Lâm cô nương quả thực rất thông minh. Huynh đang khen ta hay nói móc ta thế, ta cũng chỉ mới nhận ra thôi, thân phận của huynh đã được tiết lộ. Huynh không định chọn chúng ta được thấy khuôn mặt huynh sao? Lâm Thu Sam nhìn mặt nạ quỷ, cười khẽ động lòng người. Quả thực chiếc mặt nạ quỷ này không cần thiết nữa, Lâm Nhất đưa tay cởi mặt nạ xuống. Đột nhiên một khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Đôi mắt sâu thẳm, sau khi cởi mặt nạ ra mọi người đều ngạc nhiên, không dám nhìn thẳng. Lâm Yên đang trốn sau lưng Lâm Thu Sam cũng không khỏi thò đầu ra nhìn lén. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng. Sư huynh, ta giải quyết xong rồi, huynh xem đi. Đúng lúc này, giọng nói vô tâm vô phế của Lý Vô Ưu vang lên, mọi người đều quay nhìn lại. Cả năm người nhóm Mộc Lăng đều bị Lý Vô Ưu lột sạch quần áo,
bị trói trần truồng trên hai bức tượng đá ở lối vào kiếm trùng, không thể cử động. Nhìn vẻ mặt còn khó chịu hơn bị giết của bọn chúng, mọi người đều không nhịn được cười nghiêng ngả. Lý Vô Ưu cười hề hề, đám người này lấy thân phận đệ tử nội môn mà coi thường chúng ta, vậy thì để cho những người vào kiếm trùng phía sau được chiêm ngưỡng uy phong cao ngạo của đệ tử nội môn đi. Ha ha ha, Lý huynh đệ đúng là đỉnh. Hay lắm, ta thấy như vậy rất được, không phải đám này thích cướp đan kiếm vân sao? Để xem bọn chúng còn cướp thế nào nữa. Nghĩ đến hành vi của mấy người này lúc trước, bây giờ rơi vào kết cục này hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, mọi người phá lên cười, cảm thấy cực kỳ hả hê, sảng khoái. Đám đệ tử nội môn Mục Lăng bị Lý Vô Ưu treo trên bức tượng đá trăm trượng, lối vào kiếm trùng chợt bị cản trở. Đệ tử các đồng minh lớn bị chặn ở ngoài lúc trước đều tiến lên cảm ơn Lâm Nhất. Không thể nghi ngờ, nếu không có Lâm Nhất thì cửa bắc dẫn tới kiếm trùng chắc chắn sẽ không dễ vào. Hơn nữa còn chắc chắn mất ba viên đan kiếm vân. Mọi người nối đuôi nhau đi vào kiếm trùng, không ít người quay lại nhìn Lâm Nhất, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Sâu trong lòng họ đã dậy sóng lớn, không ngờ Trung Vân Tiêu lại là Lâm Nhất. Tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ núi Mai Kiếm. Không chỉ xuất hiện cường thế, còn đánh bại cả bốn đệ tử nội môn khi đã liên thủ, thực lực kinh người của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, Lâm Nhất đã thu được lợi lớn sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng. Chương 843. Nếu không chắc chắn hắn sẽ không có được thực lực kinh khủng thế này, chỉ riêng Tu Vi đã đột phá lên huyền võ tầng 5 thôi đã đủ đáng sợ rồi. Phải biết rằng hai tháng trước khi hắn đối mặt với đám người bảng nhân trước công đức điện mới chỉ có Tu Vi huyền võ tầng 3. Có người bị sốc, cũng có người không mang ý tốt. Rất nhiều người đã lén chuồn đi, chuẩn bị báo tin Lâm Nhất đã xuất hiện cho người của Liên minh quân tử trước để lĩnh phần thưởng của lệnh truy nã. Vương Diễm đã nói chỉ cần phát hiện Lâm Nhất thì sẽ được thưởng 100 viên linh ngọc nhị phẩm. Phần thưởng lớn như vậy khiến người ta thèm thuồng, hấp dẫn khiến người ta khó lòng kháng cự. Lâm huynh đệ, rất nhiều người đi mật báo đấy, huynh không định ra tay xử lý à? Lâm Thu Sam nhìn bóng lưng dần khuất xa của một số người, khẽ hỏi. Lối vào kiếm trùng không còn bị chặn nữa, mọi người nên trực tiếp đi vào kiếm trùng mới phải. Nhưng những kẻ đi hướng ngược kia rõ ràng có điều bất ổn, hiển nhiên là định đi báo tin để nhận thưởng. Cứ để họ đi, mặt nạ đã cởi xuống thì ta sẽ không đeo lại nữa. Nếu đã lựa chọn sử dụng Long Hổ Quyền, có nghĩa là Lâm Nhất đã hạ quyết tâm không che giấu thân phận nữa. Và lại cỏ kiếm hoàng đã vào tay, bây giờ công pháp và tu vi của hắn đều đã tăng lên, Long Hổ Quyền và đạn chỉ thần kiếm đều có tiến bộ. Thực lực của hắn đã khác xa so với trước đây, trong vòng 2 khẳng định có thể giành chiến thắng. Nếu đến chút tự tin này cũng không có thì không cần phải tham gia cuộc chiến đồng minh nữa. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Liếc nhìn đám Mục Lăng đang bị treo trên tượng đá, Lâm Nhất bình tĩnh đi về phía kiếm trùng, trong lòng có một chút chờ mong. Trận chiến cuối cùng sắp tới rồi. Sóng gió ở cửa bắc đã qua. Nhưng sóng gió ở những lối đi khác bên ngoài kiếm trùng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Bên ngoài cổng đông của núi Mai Kiếm cũng có vài đệ tử nội môn chặn ở lối vào, ép mọi người phải giao nộp một viên đạn kiếm vân thì mới được tham gia vòng 2 của cuộc chiến đồng minh. Nhưng so với đám Mục Lăng thì bọn chúng chỉ thu một viên đan kiếm vân, rất nhiều đệ tử ngoại môn cắn răng nhẫn nhịn, miễn cưỡng giao ra một viên đan kiếm vân để được vào kiếm trùng. Số đệ tử đang chờ ở ngoài cũng không ít. Đám người thiếu quyết đoán này, lề mề, do dự. Với phong thái và thực lực này mà cũng muốn có được tư cách làm đệ tử nội môn, đúng là kẻ ngu nói mở. Đoàn Thanh Sơn cầm đầu nhóm người chặn ở lối vào nhìn đám đệ tử ngoại môn với ánh mắt đầy trào phúng. Đệ tử nội môn bên cạnh hắn ta cũng liên tục cười giễu, vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy bọn chúng đứng cuối bảng địa, nhưng hoàn toàn không coi đám đệ tử ngoại môn này ra gì. Bọn chúng ôm thái độ vượt trội hơn người khác cũng khiến người ta thấy khó hiểu. Đám người này không biết rằng đệ tử nội môn và mình chênh lệch lớn thế nào. Biết chúng ta cũng sẽ tham gia cuộc chiến đồng minh mà vẫn dám tới, đúng là ngây thơ. Các ngươi nghĩ cuộc chiến đồng minh lần này có được mấy người thăng cấp lên đệ tử nội môn? Chương 844. Mấy người, ha ha, có được một người đã là tốt lắm rồi, trưởng lão tông môn coi thường chúng ta.
Cuộc chiến đồng minh này chúng ta cứ chơi thoải mái đi, đến lúc đó chẳng đệ tử ngoại môn nào được thăng cấp thành công, để ta xem mặt mũi của tông môn phải giấu đi đâu. Kiếm các sắp xếp bọn họ vào cuộc chiến đồng minh, điều này là sự sỉ nhục lớn đối với bọn họ, vậy nên trong lòng bọn họ đều rất bất mãn. Vụt! Lạnh quá! Mấy người đang trò chuyện chợt phát hiện trong không trung có một luồng khí lạnh thổi tới khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Sắc mặt Đoàn Thanh Sơn hơi thay đổi, hắn ta ngẩng đầu thì thấy không biết từ bao giờ phía trước đã có một người cầm kiếm đi về phía này. Vẻ mặt người ấy vô cùng lãnh đạm, hắn ta còn chẳng thèm nhìn bọn họ mà đi thẳng về phía kiếm chủng luôn. Dừng lại, muốn vào kiếm chủng thì giao một viên đan kiếm vân ra trước. Vẻ mặt mấy người này đều không mang ý tốt, bọn chúng quát lên. Người kia hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười khiến đám người kia rùng mình. Ta cứ tưởng là ai mà ngông nghênh như vậy, hóa ra là Sở Hạo Vũ đệ nhất bảng nhân. Đoàn Thanh Sơn nhìn thấy mặt người đó thì nở nụ cười nhạt, nhưng không hề có ý nhượng bộ. Mắt các đệ tử nội môn đang mong ngóng ở xa sáng lên, Sở Hạo Vũ đến rồi. Biết tên ta rồi còn không mau cút. Giọng Sở Hạo Vũ lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, lạnh như xương băng, trong lời nói có thể thấy được hắn ta không hề để những người này vào mắt. Ý cười trên mặt Đoàn Thanh Sơn biến mất, hắn ta hơi nheo mắt rồi lạnh giọng bảo, nghe đồn ngươi đã có thực lực lọt vào bảng địa từ lâu rồi, nhưng vì một người mà mãi vẫn chưa vào bảng địa. Nhưng Đoàn Mỗ không tin lời đồn này, làm gì có ai có thể lọt vào bảng địa mà không thi chứ? Chỉ e thực lực vẫn chưa đủ thôi. Đoàn sư huynh, nhiều lời với hắn làm gì, đánh một trận là biết ngay thôi. Đệ nhất bảng nhân cũng chỉ là đệ nhất bảng nhân thôi, chẳng nhẽ còn có thể so sánh với cao thủ bảng địa. Cách ngồi đáy giếng căn bản không biết độ đáng sợ của đệ tử nội môn, thế mà còn dám bảo chúng ta cút, đúng là ngông cuồng. Mấy tên đệ tử nội môn mang vẻ mặt hung bạo, khi nói, tay chúng đã lặng lẽ đặt lên chuỗi kiếm. Vút! Sở Hạo Vũ không nói một lời. Kiếm ra nửa tấc, một luồng ánh sáng lạnh rực rỡ chói mắt như mặt trời mọc phóng ra. Mấy người kia chỉ thấy trước mắt lóe lên, đến khi thị lực khôi phục thì kiếm của Sở Hạo Vũ đã về lại vỏ. Kiếm quang lóe lên quá nhanh khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn ta đã rút kiếm ra hay chưa. Một người trong số đó thấy thế thì cho rằng Sở Hạo Vũ sợ hãi, không dám rút kiếm, vì thế chế nhạo, đệ nhất bảng nhân cũng chỉ thế thôi, người có giỏi thì rút kiếm. Phụt! Chương 845. Chỉ là hắn ta còn chưa nói xong, một tia kiếm quang đã xẹt qua cổ, máu bắn tung tóe, cổ họng kẻ đó bị chém đứt ngay tại chỗ. Đừng lên tiếng. Trong bốn người chỉ có duy nhất Đoàn Thanh Sơn tránh được kiếm của Sở Hạo Vũ, nhưng trên cổ hắn ta vẫn có một vết kiếm nông. Vết kiếm chỉ cần cứa sâu hơn nửa tấc thì hắn ta cũng sẽ có kết cục như người vừa rồi. Đoàn Thanh Sơn toát mồ hôi lạnh. Nhìn Sở Hạo Vũ với vẻ vô cùng sợ hãi. Hai người còn lại ôm cổ, sợ hãi tái mặt, không dám nhúc nhích. Chỉ cần mở miệng nói là sẽ động đến vết thương, chết ngay tại chỗ. Cảm giác bị hành hạ này khiến hai người thấy đau đớn vô cùng, còn khó chịu hơn cả cái chết. Kinh Vân Kiếm Pháp. Ánh mắt Đoàn Thanh Sơn hãi hùng, khi nói giọng cũng hơi run rẩy, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi vô tận. Rốt cuộc Sở Hạo Vũ đã tu luyện Kinh Vân Kiếm Pháp tới mức độ nào mà đáng sợ thế này? Thấy đối phương nhìn về phía này, Đoàn Thanh Sơn lập tức sợ nhún chân, lật đật nói cút, ta cút, cút ngay đây. Đoàn Thanh Sơn không quay đầu lại, chạy nhanh về hướng kiếm chủng. Che lại đi, không nhúc nhích trong vòng nửa giờ có lẽ có thể giữ được mạng sống. Vẻ mặt Sở Hạo Vũ hớ hứng, lời nói lộ rõ vẻ khinh thường. Một đám vô dụng mà cũng dám ngông cuồng, kiêu ngạo, đúng là không biết thức thời. Đám đệ tử ngoại môn đứng nhìn từ xa đều sững sờ. Một kiếm, chỉ một kiếm Sở Hạo Vũ đã đánh bại bốn đệ tử nội môn. Cửa nam, bốn đệ tử nội môn chặn ở lối vào đồng thời rút kiếm, kiếm mang sắc bén ẩn chứa chân nguyên đáng sợ phóng thẳng về phía một người. Keng, nhưng mũi kiếm ấy lại như va vào thân thể kim loại, phát ra tiếng kêu giòn tan. Không đâm được vào cơ thể người kia. Khi mấy người biến sắc thì người kia đã cười khẩy, một sức mạnh khổng lồ phóng ra. Rắc! Bốn thanh trường kiếm đồng thời vỡ tan, phát ra tiếng kêu chói tai. Mấy người bọn chúng hộc máu, đồng thời bay ngược lại, bị thương nặng ngay lập tức. Rốt cuộc ngươi là ai?
thân thể đáng sợ làm bốn người sợ hãi. Diệp Tu Bảng Nhân, người kia sải bước đi về phía kiếm chủng, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn bốn người kia. Cửa Tây, chương 846, chiến thắng áp đảo đối thủ. Giang Phong người đứng hạng 3, sức mạnh một quyền có thể đánh cho người ta ói máu văng xa, mất hết sức chiến đấu ngay tại chỗ. Trong số đệ tử ngoại môn khắp bốn phương, hắn nổi tiếng giỏi giang, trong số đệ tử nội môn thì hắn nổi tiếng bởi chân nguyên hùng hậu. Nhưng ở trước mặt Giang Phong, hắn lại không thể đỡ nổi một trường, những đệ tử nội môn còn lại bị dọa cho vắt chân lên cổ bỏ chạy, không còn chút dũng khí nào để chặn lối vào nữa. Sắc mặt Giang Phong lộ ra chút khinh bỉ nhàn nhạt, cười nói, chút thực lực thế này cũng không biết xấu hổ mà đi chặn đường, người trong bảng địa chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Hỗn nguyên quyết của hắn đã đạt đến đỉnh phong viên mãn, so với đám đệ tử tu luyện công pháp linh cấp nửa mùa này thì mạnh hơn nhiều. So chân nguyên thì có bao nhiêu người đến, hắn cũng không sợ. Tin tức 10 đệ tử đầu bảng nhân đánh bại đệ tử nội môn giống như những bông tuyết trên trời bay đến tai các vị trưởng lão ở trên bục quan vân. Đặc biệt là những người đã luyện hóa cỏ kiếm hoàng trong danh sách 10 người đứng đầu bảng nhân, khi đối mặt với đệ tử nội môn đã không hề lưu tình mà đàn áp. Trưởng lão Bạch Đình nghe mà mặt tươi như hoa, cười không khép được miệng. Không khác lắm so với những gì ông ta dự đoán từ trước. 10 người đứng đầu bảng nhân sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng, quả nhiên như được thay da đổi thịt, thực lực tăng vọt. Như vậy, Lâm Nhất không lấy được cỏ kiếm hoàng trong vòng thứ nhất thì bên trong kiếm chủng hắn có 9 cái mạng cũng chẳng đủ để bị giết. Khởi bẩm trưởng lão Bạch Đình, vừa mới nhận được tin tức, Hàn Chính Dương hạng thứ tư của bảng nhân, dùng sức mạnh trấn áp đệ tử nội môn Trương Hàn, đại thắng trong 10 chiêu. Giang Phong hạng 3 bảng nhân. Một trường đánh trọng thương đệ tử nội môn, chiến thắng áp đảo đối thủ. Diệp Tu, hạng 2 bảng nhân, đồng thời đánh bị thương 4 đệ tử nội môn. Sở Hạo Vũ, hạng nhất bảng nhân, chỉ xuất một kiếm, dọa lui một người, bị thương nặng một người, giết chết một người. Ào! Tin tức cái sau càng trấn áp cái trước, tất cả mọi người sau khi nghe được chiến tích của Sở Hạo Vũ thì đều thoáng giật mình sợ hãi. Không hổ là người đứng đầu bảng nhân, không ra tay thì thôi, một khi xuất chiêu liền khiến người ta kinh hãi như vậy. Đệ tử nội môn mà lại nói giết là giết, đến một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi. Từng mẩu tin tức truyền về khiến sắc mặt tất cả mọi người ở Lạc Già Sơn càng lúc càng trở nên khó coi. Mấy người này người nào người nấy mạnh như thế, vậy thì Lâm Nhất sư đệ ở trong kiếm chủng chẳng phải sẽ không có chút đường sống nào sao? Ý cười trên mặt Bạch Đình không nén được mà càng sâu hơn, nhìn về phía Lạc Phong, cười nham hiểm nói, Lạc lão quỷ, vẫn còn cười được à? Ta đã nói từ trước rồi, Lâm Nhất không luyện hóa được cỏ kiếm hoàng, ở trước mặt mấy người kia chỉ có thể làm chó lợn tùy ý người ta giết mổ thôi. Báo! Đúng vào lúc này, một người vẻ mặt đầy căng thẳng vội vàng chạy lại. Đầu mày Bạch Đình khẽ nhíu, ông ta nhớ người này. Đối tượng mà hắn ta phụ trách giám sát chính là Trung Vân Tiêu, trước đó có mấy tin không tốt đều là do hắn ta truyền về. Bây giờ lại đúng vào lúc ông ta đang đắc ý, nhìn thấy người này thì trong lòng không khỏi chửi thầm một câu xui xẻo, phẩy tay nói, không cần nói nữa, ta biết Trung Vân Tiêu chắc chắn cũng đánh bại đệ tử nội môn. Chỉ cần không phải là kẻ vô dụng thì sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng đều sẽ có thu hoạch. Chương 847 Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Không phải, Bạch trưởng lão, Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất chính là Trung Vân Tiêu, sức mạnh một quyền của hắn đã phá được tam tuyệt kiếm trận mà đệ tử nội môn liên thủ thi triển. Người đến vẻ mặt hoảng hốt, không dám nhìn vào sắc mặt của Bạch Đình, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Cái gì? Chư vị trưởng lão bao gồm cả những nhân vật đầu não của các đồng minh đứng cách chỗ này không xa đều bị tin tức đột ngột này làm cho giật thót. Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Còn một quyền phá vỡ tam tuyệt kiếm trận. Cái quỷ gì, vậy trước đó cực 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm chẳng phải là thua hết rồi sao? Trong bục quan vân, trên có trưởng lão, dưới có đệ tử tông môn đều ngây ra như phỗng. Bạch Đình nghiệt mặt tại chỗ, hai người đáng ghét nhất cuối cùng lại là cùng một người, ông ta đột ngột bật người dậy nói, không thể nào. Người nói lại cho lão phu nghe một lần nữa. Không được giấu giếm.
Ha ha, Bạch lão quỷ hà tất phải nổi giận với thủ hạ, ngươi nếu đã muốn nghe thì để ta nói cho ngươi nghe vậy. Lạc Phong cười híp mắt vuốt râu khẽ nói, Lâm Nhất chính là Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất, hắn sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng, một quyền đã phá vỡ được tam tuyệt kiếm trận mà đệ tử nội môn liên thủ thi triển. Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất chính là Trung Vân Tiêu. Lời nói của Lạc Phong làm cho sắc mặt Bạch Đình tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, vẻ đắc ý mãn nguyện lúc nãy đã biến mất sạch. Gương mặt như mất sổ gạo, đáy mắt đầy vẻ không dám tin. Sắc mặt của những trưởng lão khác có mối quan hệ khá thân thiết với Bạch Đình cũng đồng thời trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt ngây dại. Cái này sao có thể, Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Hắn có một bộ Long Hổ Quyền, cả tông môn từ trên xuống dưới không ai không biết, chẳng lẽ, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng sử dụng võ kỹ. Không phải quá phóng đại chứ, những người tranh đoạt cỏ kiếm hoàng với hắn rốt cuộc là mù hết hay là vô dụng hết vậy? Trong lòng tất cả mọi người, việc này so với việc lúc trước Trung Vân Tiêu đoạt được gốc cỏ kiếm hoàng đầu tiên còn khiến bọn họ kinh ngạc hơn rất nhiều, trong một lúc bọn họ đều có chút không thể chấp nhận được sự thật này. Lâm Nhất mà trong miệng Bạch Đình chắc chắn chỉ là chó mèo, không biết đã trốn vào xó nào. Không những không trốn, mà ngược lại còn xuất hiện cướp đi gốc cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Sau khi luyện hóa xong, thực lực lại càng tăng tiến gấp bội, một quyền, chỉ một quyền thôi mà đã phá vỡ được tam tuyệt kiếm trận của đệ tử nội môn liên thủ thi triển. So với Sở Hạo Vũ lúc trước một kiếm đánh bại ba người thì cũng chẳng kém hơn là mấy. Trong kiếm chủng, bảng xếp hạng cuối cùng của cuộc chiến đồng minh bỗng chốc chứa đầy biến số và bất ngờ. Tin tức một khi truyền ra, lập tức sẽ truyền đi khắp Bục Quan Vân, trên dưới tất cả mọi người đều nhao nhao cả lên. Rất nhiều những nhân vật đầu não của đồng minh và hàng nghìn hàng vạn đệ tử đều ngẩn hết ra. Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất. Vương Diễm của Liên minh quân tử nghe thấy tin tức này truyền đến một giây trước vẫn còn đầy ý cười thì ngay lập tức đã đông cứng lại. Chương 848 tiền cược. Vô dụng, một đám vô dụng, đeo cái mặt nạ lên là không quen nữa hả? Một bộ Long Hổ Quyền của Lâm Nhất có ai mà không biết, ta không tin, mắt mù hết cả rồi sao? Vương Diễm nổi khùng, hắn thực là bị làm cho tức điên lên rồi. Lệnh truy nã treo phần thưởng lớn như vậy, chẳng qua cũng vì hai mục đích, kết quả tốt nhất đương nhiên là 10 người đầu bảng nhân liên thủ vây giết Lâm Nhất khiến hắn chết ngắc ngay ở vòng đầu tiên. Cho dù không đạt được mục đích này thì cũng phải ép Lâm Nhất không dám hiện thân, không có cách nào để đi tranh đoạt cỏ kiếm hoàng. Một khi hắn không thể lấy được cỏ kiếm hoàng thì thực lực ắt sẽ kém hơn rất nhiều so với đám người Sở Hạo Vũ, thậm chí nói là khác biệt như trời với đất cũng không ngoa. Nhưng trước mắt, hai mục đích này chẳng có cái nào được hoàn thành thì hắn làm sao mà không tức cho được. Lãnh Mạch sợ hãi, hoảng sợ đến mức không dám tiếp lời nữa. Những thành viên còn lại của Liên minh quân tử, đám người Bát Đại Kim Cương cũng đồng thời biến sắc, vẻ mặt đều trông vô cùng khó coi. Trong lòng không khỏi trỗi dậy cảm giác khủng hoảng, Lâm Nhất này thực sự quá khủng khiếp rồi, nhập tông chưa đến một năm mà đã lớn mạnh nhanh như vậy. Nếu như trong cuộc chiến đồng minh, hắn sống sót được đến cuối cùng, thăng cấp thành nội môn, vậy chẳng phải là hắn sẽ bay thẳng lên trời luôn hay sao? Sau này còn làm thế nào để áp chế hắn được nữa? Nghĩ đến đây, bọn họ đều cảm thấy hơi hoang mang, Lâm Nhất và Liên minh quân tử đã kết tử thù rồi. Sắc mặt Vương Diễm âm trầm đến cực điểm, ánh mắt liếc qua rơi lên người Phó Lăng Thiên đứng đầu Bát Đại Kim Cương. Trong đáy mắt thoáng qua tia sáng rét lạnh, vẫy vẫy tay, ghé sát tai thì thầm vài câu. Sắc mặt Phó Lăng Thiên thoáng thay đổi, ngay sau đó liền trấn tĩnh lại. Chắp tay nói, công tử yên tâm, việc này giao cho ta làm. Mặt Vương Diễm đầy vẻ nghiêm trọng, đè thấp giọng nói, Lâm Nhất buộc phải chết, biến số này không thể tiếp tục tồn tại nữa, nếu không đợi hắn trở thành đệ tử nội môn, tu luyện công pháp linh cấp, đến lúc đó thì thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Ta hiểu. Phó Lăng Thiên là tâm phúc của Vương Diễm, hoàn toàn là do một tay hắn ta bồi dưỡng nên, vì vậy cực kỳ trung thành với hắn ta. Không hề có một chút do dự nào, yên lặng lui xuống. Cả đội liên minh quân tử đều yên lặng như tờ, tin tức Trung Vân Tiêu chính là Lâm Nhất đã mang đến đả kích quá lớn cho bọn họ.
không chỉ liên minh quân tử, mà cả những nhân vật đầu não của liên minh Tu La, liên minh Cô Tinh đều trông cực kỳ khó coi. Duy chỉ có Lạc Già Sơn, khi Mạc Thành đưa tin tức tới, đầu mày đôi mắt của Hân Nghiên liền tươi như hoa, trong đôi mắt long lanh ánh nước giống như có một đóa hoa đang bung nở, khẽ cười nói quả nhiên là hắn, trước đó còn cảm thấy cái tên Trung Vân Tiêu này có chút kỳ lạ, Trung Vân Tiêu chuông cổ nghìn năm, Phong Minh Vân Tiêu, không phải là tiểu sư đệ thì còn là ai? Đôi môi đỏ khẽ cong, gương mặt xinh đẹp của Hân Nghiên lộ ra một chút đắc ý, hướng về phía Mạc Thành nói, đi, đi theo ta thu tiền cược nào. Tiền cược. Mạc Thành khẽ ngẩn ra, sau đó mới tỉnh ngộ, cười nói, đúng đúng đúng, sư tỷ đã đặt cược 5.000 viên linh ngọc cho tiểu sư đệ, lần này lời to rồi. Không chỉ có Hân Nghiên nghĩ như vậy, đến Lạc Phong cũng đồng thời bắt đầu thu tiền cược về, 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm, đây mới là một con số trên trời. Gốc cỏ kiếm hoàng đầu tiên, trước đó tất cả các trưởng lão đều coi như Trung Vân Tiêu đã lấy được, nên đã định hủy bỏ ván cược. Chương 849 hiếp người quá đáng. Nhưng bây giờ, Trung Vân Tiêu đã được chứng thực thân phận, chính là Lâm Nhất, vậy thì ván cược kia có muốn hủy cũng không được nữa rồi. Bạch lão quỷ, đừng ngây ra như phỗng nữa, mang linh ngọc lại đây cho lão phu. Lạc Phong không hề khách sáo, mặt đầy ý cười vươn tay đặt trước mặt. Động tác thẳng thắn trực tiếp thế này, không thể không nói, nó hơi làm mất thân phận là nhân vật hàng thứ ba trong các trưởng lão, nhưng lại vô cùng đơn giản hữu hiệu. Linh ngọc gì? Bây giờ Bạch Đình đang đầy một bụng tức và dồn nén, lại còn phải đưa linh ngọc cho đối phương, đương nhiên là ông ta không bằng lòng. Lạc Phong cười ha ha nói, không nhận thua hả? Ha ha, cũng được, ông cùng ta đi gặp Mai Hộ Pháp. Chỉ cần ông chính miệng nói chưa từng đánh cược với lão phu thì 1.000 viên linh ngọc nhị phẩm này ta không cần cũng được. Ông, hiếp người quá đáng. Bạch Đình tức mà không thể xả ra được, da mặt ông ta có dày hơn nữa cũng không dám nói dối trước mặt Mai Hộ Pháp, nếu không thì sau này ông ta cũng khỏi cần phải sống ở đây nữa. Võ giả cực kỳ coi trọng lời hứa, huống hồ ông ta còn là một trưởng lão thâm niên của tông môn. Tương lai thậm chí còn có khả năng tranh đoạt chức điện chủ trưởng lão điện, quyền cao chức trọng nữa. Cho ông. Gương mặt già nua của Bạch Đình rung lên, nghiến răng nghiến lợi rút ra một cái túi chữ vật, ném cho Lạc Phong. Cảm ơn nhé. Lạc Phong cũng chẳng mở ra xem, ý cười trên mặt không hề giảm, nhìn về phía những trưởng lão lúc trước đã đặt cược. Đến Bạch Đình còn phải chịu rồi thì những người này đương nhiên là không dám không làm theo. Chỉ là sắc mặt khi đưa linh ngọc nhị phẩm ra là vẻ mặt tiếc nuối mà không dám biểu lộ. Ít thì 300, nhiều thì 800, tổng lại có khoảng gần 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm, quả là một con số trên trời. He he, chư vị thế mà lại giữ đúng lời hứa, vậy ta xin thay mặt Lâm Nhất nhận trước. Đợi sau khi hắn thăng cấp thành đệ tử nội môn, ta sẽ chuyển lời cho hắn, đây đều là sự quan tâm cùng tình yêu thương của các vị trưởng lão đối với hậu bối. Lạc Phong hào phóng như vậy, những trưởng lão khác chỉ đành phải cười gượng ứng phó. Có thể ra được thì có quỷ thật rồi, luyện hóa cỏ kiếm hoàng thì đã sao, đáng chết thì vẫn phải chết. Bạch Đình nói bằng giọng đâm chọc, mặt lạnh lùng chủ ếm. Lạc Phong vuốt râu, mỉm cười đầy vẻ uyên thâm nói, vậy thì cứ chờ xem, không nói hạng nhất, 10 thứ hạng đầu của cuộc chiến đồng minh chắc chắn sẽ có tên của Lâm Nhất. Bầu không khí trên bục Quan Vân bây giờ đặc mùi thuốc súng, nảy sinh biến số khiến tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong cuộc chiến cuối cùng này. Trong núi Mai Kiếm, nhóm người Lâm Nhất sau khi bước chân lên kiếm chủng thì sắc mặt liền trở nên khó coi hơn rất nhiều. Bên dưới nền trời u ám, trên nền đất đen kịt, cắm xiên xẹo hàng nghìn thanh trường kiếm cổ xưa. Mỗi một thanh đều bao hàm luồng kiếm ý sắc bén mà khủng khiếp. Những cơn gió thổi qua khiến thân kiếm rung lên nhẹ nhẹ. Khí tức âm u mà lạnh lẽo kèm theo đó là kiếm ý cuồn cuộn mà nặng nề khiến tất cả mọi người đều cảm thấy từng luồng áp lực ập đến. Bên trong kiếm chủng, có rất nhiều đệ tử nội môn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy nhóm người Lâm Nhất đi đến, mí mắt khẽ mở ra, quét mắt nhìn một lượt, trong đáy mắt đầy vẻ bất thiện. Đám người này, dường như mạnh hơn Mục Lăng đứng chặn ngoài cửa kia một chút. Lý Vô Ưu đứng bên cạnh Lâm Nhất, thần sắc nghiêm trọng nói, hắn ta bình thường vô tâm vô tư,
nhưng khi đối mặt với tình thế như vậy cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Chương 850 Sở Hạo Vũ. Lâm Thu Sam than thở, danh sách đệ tử nội môn này xem chừng không dễ để ghi danh được. Ánh mắt Lâm Nhất rơi vào một chỗ không xa nơi mà thực sự thuộc về kiếm chủng, hắn vô cùng tán thưởng những thanh cổ kiếm trên đó, khẽ giọng nói, quy tắc của vòng thứ hai, vẫn chưa rõ ràng, tất cả đều là ẩn số, chưa chắc đã không có cơ hội. Lâm đại ca, huynh nhìn bên kia. Lâm Yên vươn tay chỉ về phía Hàn Chính Dương hạng 4 của bảng nhân đang dẫn theo một đám người sát khí đằng đằng từ phía cổng nam đi lại. Lục Hách Tuyên hạng 8 và Tân Vô Ngân hạng 9 của bảng nhân cũng đi ở hai bên trái phải của hắn ta, rất rõ ràng ba người này đã liên minh với nhau. Hàn Sư Huynh, người xem, đó không phải là Lâm Nhất à? Tân Vô Ngân rất tinh mắt, vừa nhìn đã thấy Lâm Nhất đứng cùng đám người Lâm Thu Sam. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo rồi biến mất. Nghe nói người lúc trước danh tiếng lẫy lừng, giành được bụi cỏ kiếm hoàng đầu tiên là hắn. Lục Hách Tuyên hạ giọng nói. Hàn Chính Dương không đồng ý, vừa rồi hắn ta chiến thắng đệ tử nội môn trong vòng 10 chiêu, lòng tin cực kỳ to lớn, cười nhạt nói, không cần quan tâm tới hắn, hắn vừa mới bước vào huyền võ tầng 5, dù có luyện hóa cỏ kiếm hoàng cũng không mạnh đến đâu được. Ta là tầng 5 đỉnh phong viên mãn, chỉ bàn về tu vi là đã có thể vững vàng đè chết hắn. Không lâu sau, Giang Phong, Diệp Tu lần lượt xuất hiện. Bọn họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhiều đệ tử nội môn cũng dồn ánh mắt lên bọn họ, trong mắt thoáng chút kiêng dè. Hai người họ thường xuyên chiếm ba hạng đầu bảng, không ai có thể lay động địa vị của họ, ngay cả người ở bảng địa cũng từng nghe nói. Giang Sư Huynh. Nhiều đệ tử nội môn quá. Người của Liên minh Tu La đứng bên cạnh Giang Phong khẽ giọng than. Giang Phong cười nói, đừng để ý nhiều, bọn họ đều là kẻ lót đường thôi, tông môn cử bọn họ đến cuộc chiến đồng minh chắc chắn là có nguyên nhân. Có ta ở đây, người của Tu La chắc chắn có thể đứng vững trăm hạng đầu, ai cũng có thể giành lấy vị trí đệ tử nội môn. Đúng lúc đó, đám đông trong kiếm chủng vang lên tiếng xôn xao, Sở Hạo Vũ xuất hiện rồi. Nơi lối vào cửa đông, Sở Hạo Vũ mặc áo trắng, một tay cầm kiếm chậm rãi bước tới. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, thong dong bước tới từng bước. Trên người hắn ta như có một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi, những cao thủ của Liên minh quân tử đều không dám đến gần mà đi theo ở phía xa. Sở Hạo Vũ. Nhất thời, bất kể là 10 người đứng đầu bảng nhân hay là những đệ tử nội môn, ánh mắt bọn họ đều hướng về cùng một người. Sở Hạo Vũ, đây là tên yêu nghiệt đã từng tranh hùng với Bạch Lê Hiên năm xưa, người đứng đầu bảng nhân không thể tranh cãi. Theo lời đồn, hắn ta từ lâu đã có thực lực bảng địa, cho dù không nói tiếng nào cũng đủ khiến người khác kiêng dè, kính nể không thôi. Trước ánh nhìn của mọi người, Sở Hạo Vũ nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở một người. Sát ý trong mắt hắn ta không hề che giấu, chỉ một cái nhìn dường như đã có gió mưa điên cuồng. Chất chứa kiếm ý đầy trời, rít gào lao tới. Nếu là kẻ nhát gan đứng trước ánh mắt này, e rằng sẽ sợ đến run lẩy bẩy, quỳ xuống tại chỗ. Ai? Là ai khiến Sở Hạo Vũ, một nhân vật đứng đầu bảng nhân này, cũng không thể kiềm chế sát ý? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.